Chí tôn chiến thần. Giang sách. Tập 84. Lão thiên tôn thật là cái gì cũng không quan tâm, ngay cả Niếp Thiên Kỳ chết cũng đều không tính đi qua nhìn một chút, cái này hoặc giả có thể nói rõ cái gì gọi là lòng như cho nguội. Nếu như đổi thành từ trước nói, gặp phải loại chuyện như vậy, hắn không đợi thân cung huân nói xong, ước đoán sẽ tiểu bào đi qua thăm dò tình huống. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không để bụng. Nghe xong hội báo phía sau trước tiên cũng chính là khoát tay áo, làm cho thân cung huân ly khai là được rồi. Chứng kiến một màn như thế, thân cung huân có vui có buồn. Vui sướng là, lão thiên tôn cũng không có đối với Niếp Thiên Kỳ chết có bất kỳ hoài nghi, như vậy thì tiết kiệm không ít phiền phức. Nhưng nàng cũng đồng dạng bi thương, bởi vì chứng kiến lão thiên tôn như vậy thương tâm, thân cung huân tâm trong cũng không chịu nổi. Nàng đứng tại chỗ vài giây, rốt cục lấy dũng khí nói rằng, ba, ta có một việc rất sớm trước liền muốn nói, chỉ là cho tới nay cũng không có cơ hội, hiện tại, ta cảm thấy phải là thời điểm theo như ngươi nói. Lão thiên tôn có chút bất ngờ nhìn thân cung huân. Chính hắn một nữ nhi từ lúc nào trở nên như vậy không quả quyết rồi. Có chuyện gì, nói thẳng. Thân cung huân hít thở sâu một hơi, nói rằng, ba, ta cảm thấy được. Chúng ta không bằng buông tha vẽ còn tập đoàn, rời khai Yến Thành, cùng nhau rời đến nước ngoài đi sinh hoạt a. Kỳ thực không nói dối ngài, ta cũng sớm đã đem tài sản đều chuyển rời đến nước ngoài, chúng ta bây giờ có thể buông tha cùng nhau, trực tiếp mua vé máy bay rời đi. Tiền của ta, cũng đủ cả đời cuộc sống không buồn không lo. Lời này là tương đối lớn can đảm. Nếu là trước kia, lão thiên tôn cần phải cho nàng hai bàn tay không thể, nhưng là bây giờ, lão thiên tôn cư nhiên không có một chút xíu sức sống, ngược lại cảm thấy có một chút thoải mái. Hắn lão liễu, bằng hữu tốt nhất cũng đã chết, tự tay tạo dựng đế quốc cũng gần đổ nát. Dưới tình huống như vậy, còn có cái gì tốt kiên trì? Mệt mỏi, mệt mỏi. Thời khắc này lão thiên tôn, ngược lại thật nguyện ý cùng nữ nhi cùng đi nước ngoài định cư, rời xa cái này trên thế gian phân phân nhiễu nhiễu, an an tâm tâm làm một cái về hưu công nhân. Thân cung huân hai tay nắm tay, khẩn trương cùng đợi. Một lát sau, lão thiên tôn cho đến rồi nàng một cái câu trả lời hài lòng. Tốt, ta với người ra ngoại quốc. Thân cung huân mừng rỡ dị thường, thật vậy chăng? Thật tốt quá, ba, ta sẽ đi ngay bây giờ mua vé máy bay, chúng ta ngày hôm nay đi liền, ly khai cái này làm người ta phiền não đất thị phi. Nói, nàng xoay người vui sướng chạy ra phòng làm việc. Đã bao nhiêu năm, thân cung huân đợi giờ khắc này đã bao nhiêu năm, cái gì cũng không sánh nổi cùng người nhà đoàn tụ tới nhanh vui. Lão thiên tôn dựa vào ghế trên lưng, nhìn trần nhà, chạy xe không chính mình. Phấn đấu nhiều năm như vậy, kết quả là cuối cùng là công dã tràng a. Hắn cười khổ một tiếng, kỳ thực, cũng không tính là công dã tràng, tốt xấu ta còn kiếm đến rồi cả đời tiền xài không hết, người đã già, tinh lực không được như xưa, ông bạn già. Kỳ thực hai chúng ta đã sớm hẳn là về hưu nha. Cho tới bây giờ chỉ có hối hận, kỳ thực hơi trễ. Vừa lúc đó, truyền đến tiếng đập cửa, ngoài cửa truyền tới một giọng của nữ nhân, lão thiên tôn, ta có thể vào không? Là một cái phi thường nữ nhân xa lạ thanh âm. Lão thiên tôn nhíu nhíu mày, nghe không hiểu cái thanh âm này là ai. Vào đi. Cửa mở ra, một gã ăn mặc nâu áo đầm nữ nhân đi đến. Ở trong tay của nàng mang theo một cái LV sách tay. Lão thiên tôn cẩn thận nhìn một chút, đối với nữ nhân này có ấn tượng, nhưng nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Ngươi là... Nữ nhân nhẹ nhàng cười, ta gọi Xuân Duyên, là Nhiếp thầy thuốc tư nhân trợ thủ. Thực tiệm thuốc, Giang Sách đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời từ sáng sủa một chút xíu trở nên âm trầm, từ từ, bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Đôi ngư cho Giang Sách khởi động ô. Thông suốt, làm sao không vào phòng đi a? Đứng ở cửa gặp mưa làm cái gì? Chẳng lẽ, là ở đào giã tình thao? Giang Sách khẽ cười nói, đừng ba hoa, trận mưa này đều khiến ta có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác sự tiến triển của tình hình có thể sẽ không bị khống chế của ta. Đôi ngư nói rằng, dựa theo thống suốt ngài dự đoán, Niếp Thiên Kỳ hiện tại cũng đã chết. Kế tiếp thân cung huân nhất định sẽ hướng lão thiên tôn đề nghị rời khai Yến Thành, ngài là lo lắng lão thiên tôn biết không muốn sao. Giang Sách lắc đầu, tình thế bức người,
Bây giờ cục diện như vậy, ta tin tưởng Lão Thiên Tôn tuyệt đối không có lưu lại dục vọng, hắn nhất định sẽ bằng lòng thân cung huân thỉnh cầu. Na Thông Thủy, ngươi còn lo lắng gì đây? Đôi Ngư không giải thích được nói, hiện tại Long Mạch còn chưa kịp tham gia, Lão Thiên Tôn nếu như cứ vậy rời đi, vậy tuyệt đối sẽ đánh Long Mạch một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó, chúng ta trầm ổn ly ba, chờ đấy Long Mạch động tác kế tiếp, rất ổn a. Đây đúng là Giang Sách thiết kế. Xem tình thế trước mắt, cũng đúng là hướng cái phương hướng này phát triển. Chỉ là, Giang Sách có chút lo lắng nói rằng, Niếp Thiên Kỳ cũng không phải là tỉnh du đích đăng, ta lo lắng hắn còn có chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau, Đôi Ngư nhíu nói rằng, một người chết, còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Cái này khó mà nói. Giang Sách xoay người về tới bên trong phòng, trên mặt vẫn là mặt ủ mày trao, nhất khắc tiếp không đến thân cung huân bọn họ rời khai Yến Thành tin tức, hắn liền nhất khắc không an tâm. Hắn biết, Niếp Thiên Kỳ là một cái cực kỳ giảo hoạt người. Người giống vậy, mặc dù là chết, cũng phải kéo vài cái chịu tội thay. Thực sự sẽ như thế dễ dàng đã bị Giang Sách, thân cung huân liên thủ cho tính toán đã chết rồi sao? Kỳ thực Giang Sách trong lòng cũng là không có chắc. Lúc này, Giang Sách điện thoại di động vang lên, là tuân thủ nghiêm ngặt nhà bên kia Lô Văn Diệu đánh tới. Tiếp thông điện thoại. Lư tiên sinh, bên kia có cái gì tình huống sao? Đối diện truyền đến Lô Văn Diệu thanh âm. Long Mạch đã dục dịch, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, có thể Niếp Thiên Kỳ, Tiếu Canh chết đã bị Long Mạch biết được, Lão Thiên Tôn ly khai cũng có khả năng bị Long Mạch đoán được. Hiện tại Long Mạch đã đem Tương Huân tìm tới, yêu cầu cặn kẽ hội báo Yến Thành cục thế trước mặt. Chắc chắn chờ Tương Huân hồi báo xong rồi, Long Mạch sẽ có động tác. Giang Sách, Lão Thiên Tôn bên kia đến cùng nói như thế nào, còn không có rời khai Yến Thành sao? Giang Sách nói rằng, còn đang chờ thân cung huân tin tức, lại kiên trì một điểm a. Lô Văn Diệu cuối cùng nói rằng, dành thời gian a, nếu để cho Lão Thiên Tôn cùng Long Mạch liên hợp lại, sự tình sẽ không dễ làm. Ta minh bạch. Cúp điện thoại, Giang Sách tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng lo lắng. Thân cung huân a, thân cung huân, người bây giờ làm cái gì? Theo lý thuyết, mua mấy tờ vé máy bay, lại đuổi đi sân bay. Thời gian lâu như vậy chắc là đầy đủ nha. Chẳng lẽ thân cung huân đã lên máy bay, chỉ là bởi vì rất cao hứng, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp thông chi Giang Sách. Không đến mức, thân cung huân không phải cái loại này thô tâm nữ nhân. Bây giờ vẽ còn trong tập đoàn đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Nếu như có thể mà nói, Giang Sách rất muốn đích thân chạy tới nhìn. Cũng không biết trận mưa này lúc nào sẽ đình. Giang Sách thở dài. Xoay người đi vào phòng bên trong, tiếp tục chờ đợi thân cung huân tin tức. Vẽ thượng tập đoàn, chủ tịch bên trong phòng làm việc. Lão Thiên Tôn nhìn cô gái trước mắt, hồ nghi khó hiểu, Xuân Duyên. Hắn nhớ tới, chính mình đã từng có mấy lần ở Niếp Thiên Kỳ bên người thấy qua người nữ nhân này, đây là số lượng không nhiều lắm cùng Niếp Thiên Kỳ đi rất gần nữ nhân, cũng là Niếp Thiên Kỳ chuyên sủng nữ nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy ra cùng người khác chia sẻ. Nàng tới làm gì đâu? Dựa theo đạo lý mà nói, Niếp Thiên Kỳ phản bội vẽ thượng tập đoàn, hiện tại phàm là cùng Niếp Thiên Kỳ có quan hệ, không phải nóng lòng cùng Niếp Thiên Kỳ phân rõ quan hệ, chính là nhanh lên thu dọn đồ đạc chạy trốn. Nào có giống như Xuân Duyên như vậy, cư nhiên công khai tới Lão Thiên Tôn phòng làm việc. Liền thực sự cho rằng Lão Thiên Tôn lạc phách, ngay cả nàng như vậy một cái tiểu nữ tử đều thu thập không được. Lão Thiên Tôn lửa giận đi lên. Cái này cũng quá xem nhẹ người. Hắn không vui nói, Niếp Thiên Kỳ phản bội vẽ thượng tập đoàn, ngươi làm Niếp Thiên Kỳ chuyên sủng nữ nhân, vẫn còn có lá gan tới phòng làm việc của ta. Làm sao, cho rằng lão phu ngay cả thu thập ngươi khí lực cũng không có sao. Lão Thiên Tôn chợt vỗ xuống bàn, vừa mới chuẩn bị kêu người đến đem Xuân Duyên cho mang đi, kết quả nữ nhân kia lập tức nói rằng, Lão Thiên Tôn ngài không nên tức giận, cũng xin nghe xong lời của ta. Lo lắng nữa nhìn một chút như thế nào xử trí ta. A hát, Lão Thiên Tôn ngược lại thật có điểm hiếu kỳ. Người nữ nhân này biết liều mạng tới gặp mình, nhất định là có đặc biệt chuyện trọng yếu phải nói, bằng không không có khả năng mậu mậu nhiên liền chạy qua đây. Không ngại nghe nàng nói một chút coi. Có chuyện gì ngươi tốt nhất nói rõ, nếu như chuyện của ngươi không đủ để bình phục tâm tình của ta, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn.
Xuân Duyên sau đó nói rằng, lão Thiên Tôn, ta biết Niếp Thiên Kỳ rất sợ chết, phản bội Vẽ Thượng tập đoàn là tuyệt đối không thể cho phép sự tình, cái chết của hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Thế nhưng, đang Vẽ Thượng tập đoàn còn có càng đáng chết hơn nhân. Càng đáng chết hơn nhân. So với phản bội Vẽ Thượng tập đoàn, Niếp Thiên Kỳ còn muốn người đáng chết. Ha ha, người nghĩ nói người là ai vậy? Lão Thiên Tôn hỏi. Xuân Duyên cũng không sốt ruột trả lời, mà là từ LV sách tay bên trong lấy ra một cái u mâm, trưng bày ở tại Lão Thiên Tôn văn phòng trên bàn. Nàng giải thích, Niếp Thiên Kỳ là một cái phi thường người nhát gan, một cái người nhát gan liền phi thường sợ chính mình biết nằm ở trong nguy hiểm. Cho nên, Niếp Thiên Kỳ tại chính mình ở trong phòng cài đặt camera cùng nghe lén thiết bị, bất cứ lúc nào có người tiến vào phòng của hắn, làm cái gì, nói gì đó, đều có thể bị quan sát nhất thanh nhị sở. Lão Thiên Tôn ha hả cười nhạt, làm điều thừa, ta đã cho hắn bảo vệ tốt nhất, Vẽ Thượng tập đoàn thủ vệ phòng thủ kiên cố, hắn có gì phải sợ. Xuân Duyên ánh mắt thay đổi, giọng nói nặng thêm nói, Niếp Thiên Kỳ sợ cũng không phải tới từ ngoại giới địch nhân, mà là đến từ Vẽ Thượng tập đoàn nội bộ địch nhân. Nội bộ? Người nào? Xuân Duyên chỉ Na U Mâm, là ai kỳ thực cũng không cần ta tới nói rõ, Lão Thiên Tôn chính ngài xem qua u đĩa mặt nội dung, dĩ nhiên là có thể nhất thanh nhị sở. Lão Thiên Tôn cầm lấy trên bàn u mâm, cau mày, sau đó đem u mâm cắm vào máy vi tính để bàn desktop ngắt lời. Kéo lấy con chuột, mở ra bên trong video văn kiện nhìn. Ngay từ đầu Lão Thiên Tôn còn không có ý tưởng gì, thế nhưng, khi hắn chứng kiến Thân Cung Huân mang theo Triệu Rèn đi tới thời điểm, cũng cảm giác có điểm không đúng. Rồi đến sau lại, khi hắn nghe được, lạch cạch, Lão Thiên Tôn không cẩn thận lật úp chén trà trên bàn, hoảng sợ không thôi. Hắn nhìn trong video người, nghe Thân Cung Huân cùng Niếp Thiên Kỳ đối thoại, cả người đều nằm ở trạng thái đờ đẫn, không thể tin được sự thực như vậy. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Lão Thiên Tôn trừng mắt Xuân Duyên, ngươi một cái đồ hỗn hào, nói, là ai phái ngươi tới? Là Giang Sách, vẫn là Tiêu Học Thần. Tại sao muốn gây xích mích chúng ta phụ thân, nữ nhi giữa cảm tình? Xuân Duyên nói rằng, cần gây xích mích sao? Lão Thiên Tôn ngài thông minh như vậy nhân, làm sao có thể một chút xíu đều không phát hiện được thân phó đồng dị dạng? Chỉ sợ Lão Thiên Tôn ngài không phải là không có chú ý tới, mà là không muốn hướng cái hướng kia suy nghĩ a. Dù sao một cái ngài hảo huynh đệ, một cái ngài nữ nhi ruột thịt, đổi thành ta cũng rất khó tiếp thu là thân phó đồng giết chết Tiếu lão chuyện này. Câm miệng, Lão Thiên Tôn vỗ bàn đứng lên, ngươi dùng một cái giả video là tốt rồi ý tứ tới lừa gạt ta. Thật coi ta tốt như vậy lừa dối sao? Xuân Duyên ha hả cười nhạt, Lão Thiên Tôn, ngài vẫn còn ở lừa mình dối người sao? Ngài sẽ không ngẫm lại, Tiếu lão toàn bộ tử vong quá trình là cái gì chỉ có Thân Cung Huân, Triệu Rèn biết. Những người khác hoàn toàn không biết, còn có, trợ giúp Thân Cung Huân cứu người cái này vô nữ, chính là Giang Sách từ Miêu Cương mang về. Những thứ này đều giải thích thế nào? Ngài nói video là giả. Ok, vậy hãy để cho kỹ năng thuật bộ nhân tới kiểm tra a, có phải hay không làm bộ, kỹ năng thuật bộ nhân liếc mắt là có thể nhìn ra. Lão Thiên Tôn cắn răng, tốt, ta để kỹ năng thuật bộ nhân tới vạch trần ngươi. Rất nhanh, Lão Thiên Tôn liền gọi tới kỹ năng thuật bộ tin tưởng nhất một gã công nhân, tại chỗ kiểm tra na video thật giả. Na công nhân nhìn video sau đó cũng là sắc mặt tái xanh, biết phần này video nghiêm trọng tính, nhất định phải đả khởi hoàn toàn tinh thần tới ứng đối. Hô! Công nhân một lần lặp lại quan sát, cuối cùng cơ hồ là một tránh ở kiểm tra, kỳ thực dựa theo năng lực của hắn, liếc mắt là có thể nhận thật giả, sở dĩ cẩn thận như vậy, cũng chỉ là bởi vì nội dung của video thật là đáng sợ, không dám khinh thường. 10 min sau, công nhân đứng dậy. Thanh âm có điểm run rẩy nói rằng, Lão Thiên Tôn, video này nội dung là chân thực tin cậy, chưa sửa chữa. Oanh! Lão Thiên Tôn trong đầu xẹt qua mấy đạo thiểm điện, cả người hầu như đều nhanh muốn qua đời. Mình tự mình nữ nhi, giết chết chính mình nhiều năm lão hữu. Hơn nữa, vẫn là liên thủ địch nhân cùng nhau làm. Như vậy chân tướng làm cho hắn làm sao tiếp thu, căn bản cũng không khả năng tiếp thụ được. Là một người bình thường tựu không khả năng chịu được. Vừa lúc đó, liên tiếp vui sướng tiếng bước chân truyền đến. 3.
vé máy bay mua được. Là thân cung huân. Nàng cầm hai tờ vé máy bay đứng ở cửa, vẻ mặt hưng phấn, thế nhưng khi nhìn đến Xuân Duyên cùng với kỹ năng thuật bộ công nhân sau đó, đột nhiên cảm giác bên trong phòng bầu không khí có chút kỳ quái. 3. Bọn họ, thân cung huân có chút khẩn trương. Lão Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, phi thường ngoài ý muốn, Lão Thiên Tôn cũng không có biểu hiện ra một tia một hào phẫn nộ, ngay cả trong ánh mắt cũng không có chút nào oán nộ. Hắn phất phất tay, nói rằng, được rồi, Xuân Duyên, ta biết ngươi cùng Niếp Thiên Kỳ không có quan hệ gì, đi xuống đi. Xuân Duyên sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, xoay người rời đi, nàng là thật không có nghĩ đến Lão Thiên Tôn cư nhiên có thể như vậy trầm trụ khí, ở thân cung huân trước mặt dĩ nhiên biểu hiện như là chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Thật không hổ là kinh nghiệm giang hồ cáo già, thực sự lợi hại. Lão Thiên Tôn lại hướng về phía kỹ năng thuật bộ công nhân phất phất tay, người cũng xuống đi thôi. Là, công nhân cúi đầu, từ thân cung huân bên người bước nhanh rời đi. Thân cung huân lúc này mới đi vào bên trong rồi mấy bước, hỏi, ba, bọn họ tới tìm ngươi là vì. Lão Thiên Tôn thuận miệng nói rằng, Niếp Thiên Kỳ làm phản vẽ thượng tập đoàn, hết thảy với hắn tương quan người không kịp chờ đợi phân rõ quan hệ, Xuân Duyên là Niếp Thiên Kỳ chuyên sủng nữ nhân, sợ ta đối với nàng hạ tử thủ, đặc biệt chạy tới đồng hồ trung thành. Còn như na công nhân, là tới sửa máy vi tính cho ta, người nếu như xui xẻo uống nước đều nhét kẽ răng. Máy vi tính này không biết thế nào, đột nhiên chết máy móc bất động, a hát. Thân cung huân gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chính mình khẩn trương quá độ, nghĩ đến nhiều lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng xuất ra hai tờ vé máy bay, ba, vé phi cơ đã mua xong, khoang hạng nhất, sau 3 tiếng xuất phát. Bên kia ta đã sắp xếp người khi dọn dẹp thu thập, chúng ta máy bay hạ cánh là có thể rời qua ở. Lão Thiên Tôn nhìn thoáng qua vé máy bay, hỏi, làm sao lại chỉ có hai tờ? Thân cung huân sửng sốt một chút, người theo ta hai người, không phải hai tờ vẫn là mấy tờ? Ân, chẳng lẽ bà còn muốn mang theo người khác? Không phải ta muốn mang theo người khác, là ngươi phải dẫn theo người khác. Ta mang theo người nào? Lão Thiên Tôn cười ha ha, nói rằng, ta là ba ngươi, tuy là mấy năm này đối với cửa ải cuối năm lòng thiếu. Thế nhưng đối với ngươi lý giải lại một điểm không ít. Ngươi tâm tư gì ta sẽ đoán không được. Thân cung huân vẻ mặt hồ đồ, ba, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu nha. Lão Thiên Tôn nói rằng, cũng đừng ở ba ba trước mặt giả ngu rồi, ngươi cùng chịu rèn chuyện, dự định giấu giếm bao lâu a? Thân cung huân mặt của đột nhiên đỏ, ba, ngươi, đều biết a? Đương nhiên, Lão Thiên Tôn kéo lấy con chuột. Không thở mạnh tim không đập mạnh đem video tắt đi, cũng không sốt ruột nhổ u mâm, bình tĩnh nói, ngươi cùng Triệu Rèn hai người cùng một chỗ, ta đã sớm biết, chẳng qua là ta một cái làm trưởng bối không thể nói thẳng, một mực tại chờ đợi các ngươi mở miệng. Ai biết các ngươi vẫn gạt, chính là không mở miệng. Thân cung huân chu mỏ một cái, ba, chúng ta đây không phải là sợ ngài không đồng ý, cho nên không dám nói nha. Làm sao? Sợ ta ghét bỏ Triệu Rèn thân phận thấp, không xứng với ngươi sao? Ngốc nữ nhi, cha chính là cùng khổ xuất thân, như thế nào lại cùng này tục nhân giống nhau, ngại nghèo yêu phú. Lão Thiên Tôn khoát tay áo, nhanh đi đem Triệu Rèn gọi qua, ta muốn khai báo một chút sự tình, sau đó ngươi lại thu bổ một tấm vé máy bay, chúng ta một nhà ba người cộng đồng mù mịt ra ngoại quốc. Thân cung huân vui mừng không ngớt, rồi lại xấu hổ nói rằng, ba, ta theo hắn còn chưa kết hôn rồi, làm sao lại một nhà ba người rồi. Nói xong, nàng vui mừng bính bính khiêu khiêu chạy ra phòng làm việc, vui vẻ nguy. Đang ở thân cung huân vừa mới đi ra ngoài, Lão Thiên Tôn biểu tình trên mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Hắn lấy chìa khóa ra, đem ngăn kéo mở ra, sau đó từ ngăn kéo bên trong tầng kép xuất ra một cây súng lục, lặng lẽ giấu ở bên trong tay áo. Lão Thiên Tôn hít thở sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà đèn, lẩm bẩm, nữ nhi a nữ nhi, không phải vì phụ không thương yêu ngươi, là ngươi lúc này đây làm hơi quá đáng, một thương này ta không ra nói, ông bạn già hắn sẽ vĩnh viễn chết không nhắm mắt. Có thể, Lão Thiên Tôn không muốn cũng không nở tâm bắn chết con gái của mình. Thế nhưng, hắn tuyệt đối có thể không cố kỵ chút nào giết chết Triệu Rèn. Tiếu canh thù, đó là vô luận như thế nào đều phải báo.
mấy thập niên tình huynh đệ, nếu như thù này không báo, lão thiên tôn sau khi chết còn có mặt mũi nào tới đất xuống phía dưới thấy tiếu canh. Một hồi nhân gian bi kịch, không thể tránh. Đại khái là một ly trà võ thuật, Triệu Rèn ở thân cung huân kéo phía dưới đi tới lão thiên tôn phòng làm việc của. Hắn còn có chút không quá tin tưởng, lão thiên tôn cư nhiên biết tán thành hắn người con rể này. Đều nói môn đương hộ đối, bây giờ thân cung huân là thân phận gì? Triệu Rèn vậy là cái gì thân phận? Hắn căn bản là không xứng với thân cung huân. Giống như vậy kẻ có tiền, không thể. Nhất tiếp nhận chính là mình gả con gái cho một người bình thường. Cho nên Triệu Rèn căn bản cũng không có nghĩ tới có một ngày có thể cưới thân cung huân, hắn chỉ muốn có thể cả đời hầu ở thân cung huân bên người, vậy đã đủ rồi. Nếu có một ngày lão thiên tôn tuyển trạch đem thân cung huân gả cho người khác, na Triệu Rèn đúc biết yên lặng chúc phúc nàng, sau đó âm thầm ly khai. Hắn đều đã nghĩ xong bi thương kết cục. Thế nhưng không có nghĩ tới là, lão thiên tôn cư nhiên không giống những thứ khác gia trưởng tuyệt tình như vậy, chỉ cần thân cung huân thích. Là hắn có thể đủ tiếp chịu. Không thể không nói, ở nơi này dạng cùng lúc, người khác thật đúng là so ra kém lão thiên tôn. Rất nhanh, Triệu Rèn đi tới bên trong phòng làm việc. Cái này phòng làm việc hắn không biết đã tới bao nhiêu lần, chưa từng có cái nào một lần giống như bây giờ kích động theo sát chương. Lão thiên tôn. Triệu Rèn cúi đầu, giống như là một cái xấu hổ đại cô nương. Lão thiên tôn không vui nói. Vô liêm sỉ, người đây là cái gì dáng vẻ? Nhìn ngươi na hèn yếu dáng vẻ, ta như thế nào an tâm gả con gái cho ngươi? Triệu Rèn lúc này mới ngẩng đầu, khôi phục dĩ vãng thần tình. Lão thiên tôn, ta nhất định sẽ không cô phụ hảo ý của ngài, lại không biết cô phụ thân phó đồng một phen yêu. Còn gọi thân phó đồng đâu? Ngạch, là, cung huân. Lão thiên tôn nở nụ cười, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái nho nhỏ hộp gấm. Sau khi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Hắn đem hộp gấm đưa cho Triệu Rèn. Sợi dây chuyền này, là chúng ta thân gia tổ truyền chi bảo, năm đó chính là do ba ta cho mẹ ta đội, cũng là ta cho ta thê tử đội. Triệu Rèn, hiện tại ta đem hạng liên giao cho ngươi, từ ngươi tự tay cho cung huân đội. Về sau, ngươi chính là chúng ta thân gia nhân, ta hai đứa con trai cũng bị mất, về sau cả gia tộc gánh nặng. Khả năng liền toàn bộ đều muốn đặt ở ngươi cái này cô ra trên người rồi. Ngươi, nguyện ý không? Triệu Rèn rất khẳng định gật đầu, ta nguyện ý. Hắn tự tay nhận lấy hạng liên, sau đó xoay người đưa lưng về phía lão thiên tôn, tự tay vì thân cung huân đội hạng liên. Đẹp quá hạng liên, đẹp quá nhân. Triệu Rèn nhịp tim gia tốc, trên mặt hiện lên nụ cười, trong cuộc sống vui sướng nhất nhất khác, chính là lúc này, nếu như thời gian có thể đình chỉ. Hắn nguyện ý chọn đời đều ngừng lưu lại nơi này nhất khắc. Thân cung huân cúi đầu, xấu hổ cũng không dám nhìn Triệu Rèn, đỏ mặt giống như trái táo chín giống nhau. Giống như nàng như vậy kiêu ngạo nữ nhân, cũng sẽ có nhỏ như vậy chim theo như nhân nhất khắc. Hạnh phúc dường nào một đôi giai nhân. Đang lúc bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc thời điểm, ai cũng không nhìn thấy là, lão thiên tôn từ ống tay áo đem cây súng lục kia lấy ra, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Đem súng lục để ở tại Triệu Rèn trên ót. Ở Triệu Rèn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tại hắn đang đứng ở nhân sinh hạnh phúc nhất thời điểm, lão thiên tôn bóp cò súng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, viên đạn trực tiếp xuyên qua cái ót, đánh xuyên qua đầu khớp xương, đâm vào trong đầu. Huyết dịch văng khắp nơi. Triệu Rèn hai mắt trừng lớn, trong nháy mắt tự đình chỉ rồi tim đập, tử vong, tới chính là chỗ này sao nhanh. Bất quá, hắn vẫn ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, làm tâm ái thiên hạ cài nút dây chuyền nóc, hoàn thành nghi thức thần thánh. Triệu Rèn. Triệu Rèn. Thân cung huân ngẩng đầu lên, cả người đều ngu, trên một giây nàng vẫn còn hạnh phúc trong vui sướng, một giây kế tiếp lòng của nàng liền đau như là bị một vạn cây cương đao đâm xuyên. Nàng không rõ đây là vì cái gì. Triệu Rèn. Thân cung huân điên cuồng gầm lên. Âm một tiếng. Triệu Rèn trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, hai mắt cũng không có tới kịp nhắm lại liền mất đi tính mệnh, ở hai mắt của hắn bên trong, còn có thể chứng kiến hạnh phúc vui sướng. Thân cung huân ghé vào Triệu Rèn trên người gào khóc. Nàng thương tâm, nàng tuyệt vọng. Nàng không thể nào tiếp thu được chuyện phát sinh trước mắt. Khóc thật lâu,
Thật lâu, Thân Cung Huân quay đầu trừng mắt Lão Thiên Tôn, chất vấn, vì sao? Tại sao muốn làm như vậy? Mặc dù ngươi không muốn chúng ta cùng một chỗ, nói thẳng là được rồi, có cần phải giết chết hắn sao? Ngươi thật là ác độc tâm. Không đồng ý cùng một chỗ. Ha ha, không phải. Lão Thiên Tôn chậm rãi ngồi xuống, cây súng lục bày ở trên bàn, thở ra một hơi dài, nói rằng tại sao muốn giết hắn, còn cần hỏi sao? Các ngươi đối với Tiếu Canh việc làm quá đáng hơn a. Oanh! Thân Cung Huân tâm linh rung động, thì ra Lão Thiên Tôn đã biết rồi, đã biết bọn họ bày ra tất cả. Có thể Lão Thiên Tôn lại có thể như vậy yên ổn, một chút cũng không nhìn ra hắn biết tất cả, kỹ xảo của hắn thật đúng là có thể a. Thân Cung Huân cắn răng, Tiếu Canh là ta thiết kế giết chết, người muốn giết, ngay cả ta cùng nhau giết a. Người nghĩ rằng ta không muốn sao? Lão Thiên Tôn trừng mắt Thân Cung Huân, Tiếu Canh là ta mấy thập niên lão bằng hữu, là so với ta thê tử còn thân hơn gần bằng hữu. Tranh này còn tập đoàn, có phân nửa đều là hắn giúp ta đánh hạ. Mà ngươi cái này bất hiếu xúc sinh, dĩ nhiên thiết kế giết chết hắn, ngươi nghĩ rằng ta không muốn giết chết ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, càng là ta cuối cùng duy nhất hài tử, ta đã sớm một thương bắn chết ngươi. Cực đoan tuyệt tình, vô tình nói. Không cầm được nước mắt đi xuống, Thân Cung Huân khóc không thành tiếng. Chính mình thiết kế lâu như vậy, cũng chỉ là muốn cùng Lão Thiên Tôn, Triệu Rèn cùng rời đi chỗ thị phi này, qua đơn giản hạnh phúc sinh hoạt. Yêu cầu này rất quá đáng sao? Vì sao kết quả là lại đổi một cái kết cục như vậy? Lão Thiên Tôn khoát tay áo, vé máy bay ngươi mua, tài sản ngươi cũng rời đi, ngươi bây giờ phải đi nước ngoài định cư a. Từ giờ trở đi, người ta đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ, lại không bất luận cái gì lui tới. Từ hôm nay trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi giết hảo huynh đệ của ta, ta giết chết rồi vị hôn phu của ngươi, chúng ta sau này sẽ là cửu nhân không đội trời chung. Nếu như gặp lại, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Trên thế giới còn có so với cái này càng thêm tuyệt tình sao? Sợ là đã không có. Ở ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, Thân Cung Huân đồng thời mất đi phụ thân cùng vị hôn phu, làm một nữ nhân, nàng không chịu nổi. Nàng khóc thật lâu. Nàng ôm lấy Triệu Rèn thi thể, không nói gì nữa, từng bước một, lảo đảo ly khai phòng làm việc. Từ nay về sau, không còn có người biết Thân Cung Huân hạ lạc. Có người nói nàng thương tâm gần chết, tự sát. Cũng có người nói, nàng cưỡi máy bay đi nước ngoài, từ nay về sau cùng Yến Thành tái vô quan hệ. Bất kể là cái loại này thuyết pháp, Thân Cung Huân đều triệt triệt để theo số đông nhân trên thế giới ly khai, cũng sẽ không trở lại nữa. Mà Lão Thiên Tôn, cũng rốt cục gánh không được, rơi xuống lệ thương tâm thủy. Rốt cục, hắn ngay cả người cuối cùng hài tử cũng mất đi. Hắn hiện tại đã lại không ràng buộc, hắn cuối cùng chỉ có một thứ là muốn làm cùng Giang Sách quyết nhất tử chiến. Bầu trời mưa tích tích lịch lịch rơi xuống, Giang Sách lại một lần nữa đi tới thực tiệm thuốc cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian không đúng lắm rồi. Thân Cung Huân đã thời gian quá dài không có động tĩnh, đây tuyệt đối không bình thường. Giang Sách khẽ nhíu mày, đã tại trong lòng làm xong dự tính xấu nhất. Lúc này, Lô Văn Diệu lại một lần nữa gọi điện thoại tới, lúc này đây Lô Văn Diệu cũng chỉ nói một câu nói, Lão Thiên Tôn tới khắc thủ chi ra. Một câu nói này liền cũng đủ nói rõ chuyện nghiêm trọng. Đôi ngư hỏi, thống suất, Lão Thiên Tôn không phải hẳn là cùng Thân Cung Huân ngồi chung máy bay ra ngoại quốc sao? Làm sao chạy đến khắc thủ chi ra đi? Đến cùng tình huống gì a? Thân Cung Huân bên kia thế nào còn không có tặng lại? Giang Sách lắc đầu, thở dài nói rằng, thất bại. Thất bại. Đôi ngư trợn to hai mắt, cái gì thất bại? Kế hoạch của chúng ta thất bại sao? Không có khả năng a, mỗi một bước đều tính toán rất hoàn mỹ, làm sao có thể thất bại, rốt cuộc là khâu nào xảy ra chuyện không may. Giang Sách nói rằng, trên cái thế giới này cho tới bây giờ sẽ không có hoàn mỹ vô khuyết mưu kế, người thiết kế hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh, đưa tới kế hoạch thất bại. Chính là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, có lẽ là chúng ta cũng không có chú ý tới phân đoạn xảy ra chuyện không may. Kỳ thực Giang Sách đã loáng thoáng cảm thấy một điểm, đại khái suất là ở đối phó Niếp Thiên Kỳ thời điểm sinh ra sai lệch.
cái này xảo trá nam nhân cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hiện tại lão thiên khí đi khác thủ chi ra, nói rõ thân cung huân hành động đã thất bại, hơn nữa, khác thủ chi ra là địa phương nào. Đó là có thể cùng Long Mạch tiến hành chỗ liên lạc. Lão thiên tôn đi khác thủ chi ra, vậy đã nói rõ, hắn muốn cùng Long Mạch liên thủ. Lão thiên tôn mình là đấu không lại Giang Sách, cho nên liền thỉnh cầu Long Mạch xuất thủ. Cuộc sống tương lai, đem không dễ chịu lắm. Lúc này, một chiếc xe dừng ở thực tiệm thuốc cửa, cửa xe mở ra, một người đàn ông đi ra, chính là Yến Thành khu trưởng Tiêu Học Thần. Tiêu khu trưởng, Giang Sách có chút bất ngờ, Tiêu Học Thần cư nhiên sẽ chủ động tới tìm hắn. Vào nhà nói, Tiêu Học Thần thần sắc có điểm nghiêm túc. Hai người vào phòng, đóng cửa lại, đôi ngư cho hai người bọn hắn cá nhân mỗi bên rót một chén trà. Tiêu Học Thần nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái, nói rằng, đã xảy ra chuyện, Giang Sách người tính toán xuất hiện sai lệch, chuyện bây giờ phát triển đã hoàn toàn thoát khỏi nguyên lai quỹ đạo. Quả nhiên, sự tình không xong. Giang Sách hỏi, tình huống cụ thể là cái gì? Tiêu Học Thần nói rằng, có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Đầu tiên nói xong tin tức xấu đi, Niếp Thiên Kỳ đã bị giải quyết hết, kế hoạch của ngươi cũng xác xác thật thật đem Lão Thiên Tôn bức cho lên tuyệt lộ. Thiếu chút nữa để Lão Thiên Tôn ly khai Yến Thành. Tin tức tốt là, Lão Thiên Tôn thời khắc tối hậu đã biết chân tướng, đem Triệu Rèn giết chết, còn như thân cung huân, đã mất tích. Lão Thiên Tôn sẽ không giết con gái của mình, thân cung huân chắc là một mình ly khai Yến Thành. Hiện tại Lão Thiên Tôn đi khác thủ chi ra, mục đích của hắn cũng chỉ có một, đó chính là thỉnh cầu Long Mạch xuất thủ, đem hắn mất đi đồ đạc cho cướp về. Giang Sách. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, nghênh tiếp bão táp đến. Long Mạch, đây chính là thế lực vô cùng mạnh mẽ, là ngay cả Lão Thiên Tôn đều tuyệt đối không còn cách nào chống lại nhân vật đáng sợ, là tồn tại hơn 1.000 năm tổ chức. Đối mặt như vậy quái vật, phải như thế nào mới có thể thắng? Khó, khó, khó. Giang Sách nhấp một ngụm trà, bằng phẳng nỗi lòng. Cũng trong lúc đó, ở khắc thủ chi ra bên trong. Lão Thiên Tôn gặp được gia chủ Tương Huân, hai người bọn họ quan hệ có thể tuyệt không tốt, gặp mặt sau đó ngay cả cơ bản nhất ân cần thăm hỏi cũng không có. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần. Ta muốn kiến Long Mạch, Lão Thiên Tôn khai môn kiến sơn nói rằng. Tương Huân nhìn hắn một cái, nói rằng, Long Mạch không phải ngươi nghĩ thấy là có thể thấy, có chuyện gì nói với ta sẽ đem ngươi lời nói mang cho Long Mạch, trên thực tế, ta mới vừa cùng Long Mạch đối thoại qua. Đem Yến Thành tình huống nói cho Long Mạch, người không có gì có thể nói. Cái này cũng phù hợp quy củ. Bởi vì khác thủ chi ra là ở giữa truyền lời người, dưới tình huống bình thường, Lão Thiên Tôn đúng là không thể kiến Long Mạch, nhất định phải đi qua người trung gian tới tiến hành truyền lại mới có thể. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Lão Thiên Tôn hung hãn nói, ta muốn kiến Long Mạch, không cần ta lại nói có một lần đi. Hắn là quyết tâm. Tương Huân nhíu nhíu mày, có thể, thế nhưng ngươi cũng biết quy củ a, ngươi muốn kiến Long Mạch, phải. Hắn đem một cây chủy thủ để lên bàn. Ngoại trừ người trung gian ở ngoài, những người khác phải không có thể kiến Long Mạch, nếu quả như thật không hề được không thấy lý do, đó cũng không phải là không thể thấy, chỉ là cần đánh đổi khá nhiều. Na đại giới, chính là dùng dao găm hung hăng ghim chính mình một đao. Có thể ghim bất kỳ địa phương nào. Lão Thiên Tôn như vậy một cái ở trên lưỡi đao kiếm sống người, căn bản cũng không sợ như vậy đại giới. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn dao găm, không chút do dự cầm lên, đối với mình bắp đùi liền đâm một đao, phốc suy. Dao găm trực tiếp không có vào bắp đùi, huyết dịch theo chuôi đao chảy xuống. Nhìn liền đau. Cái này, coi như là Tương Huân cũng đều không có lời có thể nói, dù sao nhân gia đã dựa theo quy củ làm sự tình. Đi theo ta. Tương Huân xoay người đi ra, Lão Thiên Tôn lập tức cây chủy thủ rút ra, sau đó kéo xuống vải, đơn giản cho mình xử lý vết thương một chút, đầu đầy mồ hôi theo Tương Huân. Mỗi đi một bước đều đau cắn răng. Sớm biết liền đâm tay cánh tay, chỉ ít không cần đi một bước đau một chút, đây coi như là không ra. Sốt cục, cố nén đau đớn, Lão Thiên Tôn đi theo Tương Huân phía sau, đi tới cái kia tế đàn, sau đó Tương Huân ngay trước Lão Thiên Tôn, mở ra display. Hô hoán Long Mạch. Sau một lát, một cái cự long ở trong màn ảnh hiện ra, chính là Long Mạch.
Hô! Viên kia đầu rồng to lớn nhìn trong sân hai người. Lão Thiên Tôn, người đã đến rồi. Long Mạch giọng nói vô cùng bình thản, không có một tia một hào kinh ngạc, dường như cũng sớm đã tiên đoán được một màn này. Lão Thiên Tôn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, Long Mạch, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Long Mạch nói rằng, ngươi muốn để cho ta xuất thủ giúp ngươi đoạt lại Yến Thành quyền khống chế, giúp ngươi đem Giang Sách giải quyết rơi. Lão Thiên Tôn sửng sốt một chút, ngươi đều biết. Trong màn ảnh cái kia Long cười nhạt vài tiếng, nói rằng, Yến Thành tất cả mọi chuyện đều tại ta trong khống chế, ngươi đấu không lại Giang Sách, rồi lại không cam lòng, sớm muộn sẽ tìm đến ta hỗ trợ. Kỳ thực bọn ta giờ khắc này cũng đợi rất lâu rồi rồi, Lão Thiên Tôn, ngươi so với ta tưởng tượng tới chậm đi một tí. Quả thật có chút muộn. Theo lý thuyết, Lão Thiên Tôn đã sớm hẳn là đến tìm Long Mạch hỗ trợ, chỉ là bởi vì Thiếu Canh chết, làm cho hắn nản lòng thoái chí, thậm chí thiếu chút nữa cùng thân cung huân ly khai Yến Thành, cho nên mới đã tới chậm. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn tới, cái này đã đủ rồi, chậm dù sao cũng hơn không đến tốt. Long Mạch nói rằng, muốn ta hỗ trợ không phải là không thể được, bằng vào ta năng lực, nửa phút có thể một lần nữa trưởng khống Yến Thành, thế nhưng Lão Thiên Tôn ngươi phải biết rằng, ở ngươi uống dưới long nước một khắc kia, chúng ta cũng đã định ra rồi quy củ, từ nay về sau Yến Thành tất cả mọi chuyện ta đều sẽ không can dự. Ngươi bây giờ muốn ta nhúng tay can thiệp, như vậy nhất định tu trả giá giá tương ứng. Lão Thiên Tôn nhìn về phía màn hình, cái gì đại giới? Đại giới chính là mặc dù đoạt lại Yến Thành, từ nay về sau ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là một khôi lỗi, chỉ phụ trách hỗ trợ chăm sóc Yến Thành hết thảy tài phú, đem toàn bộ đều là thuộc về Long Mạch, ngươi chỉ có thể nhìn, lại không chiếm được. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi chia một ít, sẽ không chết đói ngươi. Cái này đại giới thật là quá. Đi qua Lão Thiên Tôn, tuy nói cũng bị Long Mạch khống chế được, nhưng vẽ còn tập đoàn hay là hắn mình. Hắn đánh xuống Giang Sơn, tất cả tài phú, đều có thể tùy ý sử dụng. Về sau, hắn chính là một cái hỗ trợ trông chừng quản gia, Yến Thành nhiều như vậy tài phú, đem toàn bộ với hắn Lão Thiên Tôn không có quan hệ, hắn chỉ là cái trên mặt nổi đại đương gia, thực tế chính là một khôi lỗi. Mỗi ngày nhìn nhiều tiền như vậy, lại một phần cũng không thể đụng. Cảm giác kia nhất định là không dễ chịu. Lão Thiên Tôn cắn răng, rất khẳng định gật đầu. Cái này đại giới, ta nguyện ý. Một bên Tương Huân lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Lão Thiên Tôn, không nghĩ tới hắn cư nhiên biết nguyện ý bằng lòng loại này quá đáng điều kiện. Lão Thiên Tôn cả đời này không phải là vì tiền, quyền hai chữ phấn đấu sao? Kể từ đó, tiền là người ta, quyền cũng không chiếm được, hắn mưu đồ gì? Liền đồ cả đời áo cơm không lo sao? Vậy hắn không cần đoạt lại Yến Thành quyền khống chế, chỉ bằng bây giờ tài phú. Cũng có thể cả đời không lo ăn không lo uống. Vì sao a? Long Mạch kỳ thực cũng có chút ngoài ý muốn, hắn kỳ thực đều đã làm xong dự định, nếu như Lão Thiên Tôn thực sự không tiếp thụ được, như vậy Long Mạch có thể mở một mặt lưới, lùi một bước, lấy được tài phú đại gia chia 37. Không nghĩ tới Lão Thiên Tôn cư nhiên không chút nào trả giá, thật là rộng lượng a. Chỉ nghe Lão Thiên Tôn nói rằng, ta đã mất đi tất cả đứa bé. Cũng mất đi cuộc đời này duy nhất bản thân, tiền, quyền đối với ta mà nói, kỳ thực đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta còn sống, chỉ là bởi vì ta trong lòng còn có hận. Là Giang Sách, là của hắn xuất hiện, đem ta hết thảy đều cướp đi. Hắn cướp đi hài tử của ta, còn để cho ta nữ nhi đi lên lạc lối, càng là liên thủ bày ra giết chết bạn chí thân của ta. Mối thù này, ta tất báo. Chỉ cần có thể giết chết Giang Sách. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ có giết chết Giang Sách, trong lòng ta hận mới có thể dẹp loạn. Nghe lời này, chỉ cần giết chết Giang Sách, Lão Thiên Tôn sẽ không có truy cầu, có thể an tâm đi tìm chết cảm giác. Khó trách hắn bằng lòng Long Mạch yêu cầu. Cảm tình Lão Thiên Tôn đã cũng không dự định sống, giết chết Giang Sách, hắn có thể cũng sẽ đi tìm chết. Lão nhân này, tâm đã chết. Lão Thiên Tôn nhìn màn ảnh. Nói rằng, người chừng nào thì xuất thủ. Long Mạch cười ha ha, ta đã xuất thủ, Lão Thiên Tôn ngươi chờ xem đi, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì gọi là nghìn năm lực lượng. Nói xong, màn hình lớn tắt. Lão Thiên Tôn cũng rốt cục không chịu đựng nổi, một cái ngã ở trên mặt đất,
mồ hôi không ngừng ngã xuống. Tương Huân nhìn hắn, thở dài một hơi, nói rằng, người đây cũng là hà tất. Lão Thiên Tôn lạnh lùng nói rằng, thù này không báo không phải quân tử, Tương Huân, loại người như ngươi cam nguyện cả đời làm chó cho người kẻ bất lực, chắc là sẽ không hiểu ta hận. Nói xong, hắn dùng rằng đứng lên, ly khai tế đàn. Mưa, từ từ ngừng. Giang Sách cùng Tiêu Học Thần cũng uống xong trà, nói xong rồi sự tình, Giang Sách tự mình đem hắn tống suốt ngoài cửa, nhìn theo Tiêu Học Thần lái xe rời đi. Giữa lúc Giang Sách vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, liền loáng thoáng nghe được xa xa truyền đến chửi bới thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở đường phố đối diện có một lão nông đang ở không ngừng đối với một gã tây trang nam tử cúi người chào nói xin lỗi, nhìn qua phi thường hèn mọn thương cảm. Giang Sách nhìn kỹ hai mắt, người lão nông kia hắn nhận thức, là thường cho trong tiệm mình đưa đồ ăn dân trồng rau. Thực tiệm thuốc bên trong đồ ăn, ngoại trừ bình thường đi mua ở ngoài, còn có rất lớn một bộ phận chính là từ nơi này chút dân trồng rau trong tay thu mua, như vậy có thể đối với mấy cái này dân trồng rau đưa đến nhất định trợ giúp, để cho bọn họ sinh hoạt khá một chút, coi như là Giang Sách làm một chuyện tốt. Đôi Ngư, bên kia tình huống gì? Giang Sách hỏi. Đôi Ngư chạy tới nhìn một vòng lại trở về, nói rằng, là cho tiệm chúng ta đưa đồ ăn lão Lưu đầu để người ta xe cho dán hoa, nhân gia yêu cầu bồi thường. Bồi thường. Giang Sách nhìn thoáng qua xe kia, là giá trị hơn 6 triệu Aston Martin, cái này quát một cái, làm sao cũng muốn bồi 200-300 ngàn a. Người đem lão Lưu đầu một nhà trên dưới bán tất cả, cũng không thường nổi a. Nhìn. Giang Sách xuyên qua vằn, đi tới đường phố đối diện. Vừa qua tới, liền thấy na tây trang nam tử đốt điếu thuốc, một bên quất vừa nói, chỉ là chịu nhận lỗi không được a, xe ta đây có thể chiều chuộng, người được bồi a. Dân trồng rau nhìn một chút xe kia, biết chắc không tiện nghi, hỏi, phải thường bao nhiêu tiền? Tây trang nam tử dựng thẳng lên 5 ngón tay, 500 ngàn. 500 ngàn, quát một cái sẽ bồi 500 ngàn. Dân trồng rau suýt chút nữa không có đã hôn mê tại chỗ, hắn bán một năm đồ ăn, mới bất quá kiếm cái 70 ngàn 8 vạn. Một nhà trên dưới cộng lại, cả năm thu nhập cũng liền hơn 10 vạn. Cái này vừa mở miệng sẽ 500 ngàn. Không phải lấy mạng của hắn sao? Thường nổi mới có quỷ. Dân trồng rau hai chân mềm nhũn, ầm liền cho tây trang nam tử quỳ xuống, bang 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 dập đầu, tiên sinh, ta thực sự không thường nổi nhiều tiền như vậy, van cầu ngươi xin thương xót, ngươi xin thương xót. Tây trang nam tử vui vẻ, yêu, ngươi dán hoa xe của ta, dự định cứ đi thẳng như thế sao? Dân trồng rau nước mắt đều xuống, khóc nói rằng, ta móc sạch của cải cũng chỉ có thể bồi. 30 ngàn đồng tiền. 30 ngàn, ha ha, người phái xin cơm. Tây trang nam tử bắn một cái khói bụi, đánh giá dân trồng rau, nói rằng, được rồi, ta biết ngươi một cái quỷ nghèo kiết xác khẳng định cũng không thường nổi, tiền này ta từ bỏ. Dân trồng rau sướng đến phát rồ rồi, lại cuống quýt dập đầu, cảm tạ, cảm tạ. Người vây xem cũng đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, cảm thán người ta phóng khoáng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng sự tình sẽ kết thúc như vậy thời điểm, tây trang nam tử bỗng nhiên lại bổ sung một câu, tiền ta có thể không muốn, thế nhưng ngươi được dùng những vật khác tới bồi thường ta. A, à, những vật khác. Dân trồng rau trên dưới quan sát chính mình, toàn thân cao thấp đắt tiền nhất cũng chính là tháng trước mới vừa mua điện thoại di động, chừng 1.000 đồng tiền. Hắn rất không bỏ được đem điện thoại di động đẩy tới, na. Ta thường cho ngươi một bộ điện thoại di động, mới. Tây trang nam tử nhìn thoáng qua, phốc suy vui vẻ, ta đi, cái này cái gì điện thoại nhái? 1.000 khối có không? Đại gia ta muốn là dùng tay như vậy máy móc, không được bị người chê cười chết. Dân trồng rau ủy khuất nói, ta đắt tiền nhất chính là chỗ này bộ phận điện thoại di động, trừ cái đó ra, ta không biết còn có cái gì có thể bồi ngươi. Tây trang nam tử nghiêm khắc toát một cái yên. Phun ra vành mắt, chỉ dân trồng rau mắt, nói rằng ta muốn ngươi đôi mắt này. Dân trồng rau sửng sốt một chút, muốn ta mắt. Không sai, tây trang nam tử lạnh như băng nói rằng, ta muốn đem ngươi đôi mắt này đào, ngược lại ngươi bước đi cũng không dài con mắt, có hay không kỳ thực cũng không cái gọi là, đúng không? Dân trồng rau choáng váng. Cái này kêu là ỷ thế hiếp người, cái này kêu là đúng lý không tha người. Không thường nổi tiền.
vậy liền đem tròng mắt đào bồi thường. Trên đời này vẫn chưa từng nghe nói loại chuyện như vậy. Dân trồng rau ủy khuất khóc. Không có tiền hắn, có thể phải làm gì đây? Bên cạnh quần chúng vây xem đều ở đây chỉ trích Tây Trang nam tử, rất nhiều người thậm chí còn nói phải báo cảnh, kết quả Tây Trang nam tử nhìn quét một vòng, quát chít chít méo mó cái gì tinh thần. Các ngươi khó chịu đúng vậy, đi, ai không thoải mái, thay hắn đem tiền thường. Lập tức, không một người nói chuyện rồi. Nếu như 3.000 5.000, có lẽ có người liền thường, cho dù là 30.000 50.000, gặp phải cái hơi chút có tiền, cũng móc. Nhưng này là 500.000 a. Có mấy người người bình thường thường nổi. Tây Trang nam tử hứ một ngụm, một lần nữa nhìn dân trồng rau, nói rằng, thế nào, là ngươi chính mình đào, hay là ta khiến người ta giúp ngươi đào a? Dân trồng rau khóc không được, một câu nói đều không nói được. Tây Trang nam tử lắc đầu, thật là một phế vật, tiểu đào, đem hắn tròng mắt đào. Là, một cái nhuộm tóc đỏ thanh niên nhân đã đi tới. Móc ra một cây chủy thủ, chuẩn bị đem dân trồng rau tròng mắt cho đào. Đang ở tất cả mọi người cho rằng dân trồng rau xong đời thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một tay ấn ở tại tiểu đào trên vai, cũng không còn chứng kiến dùng sức thế nào, na tiểu đào giống như là bị đập xe đụng phải giống nhau, lảo đảo bị đẩy ra ngoài vài mét xa. Ân, Tây Trang nam tử sửng sốt một chút, nhìn lại, phát hiện một người vóc dáng khôi ngô nam tử tự tay món ăn nông cho dìu dắt đứng lên. Dân trồng rau xoa xoa nước mắt, một bà cầm tay của nam tử, Giang tiên sinh, người mau cứu ta, mau cứu ta. Giang Sách mỉm cười, việc nhỏ. Việc nhỏ. Tây Trang nam tử vui vẻ, khẩu khí cũng không nhỏ a. Giang Sách món ăn nông lui qua phía sau, sau đó từ trong lòng ngực móc ra tờ chi phiếu, xé mở một tấm, viết hơn 5-10 vạn, đưa cho Tây Trang nam tử. 500.000 tiền bồi thường, cút đi. Tây Trang nam tử nhìn thoáng qua chi phiếu, cũng không có nhận. Hắn nói rằng, tiểu tử, ngươi cho rằng thay người xuất đầu cứ như vậy dễ dàng sao? Hiện tại đại gia ta không muốn tiền bồi thường, ta chỉ muốn lão già này một đôi mắt. Hoặc là, đào ra hai mắt của hắn, hoặc là, lấy mạng của hắn. Trước công chúng nói ác độc như vậy lời nói, cũng là đủ điên cuồng. Hết lần này tới lần khác, Giang Sách chưa bao giờ sợ cuồng vọng người. Hắn thu hồi chi phiếu, nói rằng, ta muốn phải không đồng ý. Tây Trang nam tử vứt bỏ tàn thuốc, dùng chân bước lên, nói rằng, ta Long Chảo làm việc, cũng không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Long Chảo. Giang Sách vừa nghe đến tên này, chấn động trong lòng, Long Chảo, cùng Long Mạch sẽ có quan hệ thế nào sao? Bất kể như thế nào, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lúc này, Giang Sách chứng kiến Long Chảo veston mở rộng. Lộ ra bên hông một bả phi tiêu. Hỏi hắn, người phi tiêu đùa tốt. Không đợi Long Chảo mở miệng, tiểu đào thì khoác lác suyệt nói, tiểu lý phi đao tái thế, cũng không kịp chủ nhân nhà ta một phần vạn. Cái này ra châu thổi thật là quá lớn. Giang Sách gật đầu, nói rằng, phải. Chúng ta đây hay dùng phi tiêu tỉ thí một chút, ngươi thắng, dân trồng rau tùy ý ngươi xử trí, ta thắng, việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Long Chảo lúc đó đều mừng rỡ không được, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám với hắn tỉ thí phi tiêu, chưa từng có. Hắn nhìn thoáng qua Giang Sách, vừa cười vừa nói, tiểu tử, người không biết ta phi tiêu lợi hại. Ta cũng không muốn khi dễ một cái người rốt nát, ta khuyên người chính là đổi một cái phương thức tỉ thí tương đối khá. So với phi tiêu, người phải thua không thể nghi ngờ. Còn rất có tự tin. Giang Sách cũng là mỉm cười. Không cần, ta phi tiêu đùa cũng không tệ, hàng năm hội chùa, ta đều có thể đem phi tiêu than lão bản cho chơi khóc. Long Chảo cười ha ha, ngươi không phải trêu chọc ta đi. Chỉ ngươi cái này giã lộ số, còn muốn thắng ta. Thử xem. Tốt, Long Chảo nói rằng, ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút. Nếu như ngươi thắng, 500.000 ta từ bỏ, tao lão đầu tử ngươi mang đi, việc này thôi, nếu là ta thắng, ha ha. Tao lão đầu tử hai khỏa tròng mắt, ta liền nhất định đào. Như vậy đổ ước, thực sự là đủ dọa người. Dân trồng rau sợ đến đều hai chân run, không phải hắn không tin Giang Sách thực lực, mà là đang đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, tâm lý tố chất thực sự rất kém cỏi. Vạn nhất có đỉnh điểm sai lầm, Giang Sách bại bởi đối phương,
vậy mình một đôi mắt hạt châu không phải không có. Nghĩ đến đây, dân trồng rau hai chân liền không cầm được run lên. Đôi ngư đi tới vỗ vỗ dân trồng rau bả vai, yên tâm đi lão Lưu đầu, chúng ta thống suốt thực lực đó là tương đương mạnh, tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Tin tưởng? Làm sao tin tưởng a hát? Dân trồng rau đã đứng không yên, thẳng thắn trực tiếp ngồi xổm dưới đất, hai tay đặt ở bên mép, yên lặng cầu nguyện. Rất nhanh, đoàn người tản ra, Tiểu Đào đem long chảo bình thường dùng để luyện tập bia ngắm lấy ra, hỏi chủ nhân, đặt ở địa phương nào? Chỉ thấy long chảo đưa chân đang cùng trước tìm một đạo lằn ngang, nói rằng, từ nơi này cái lằn ngang bắt đầu, 300 mét. 300 mét? Khoảng cách này cũng quá khoa trương. Đừng nói ném mạnh phi tiêu rồi, có thể hay không thấy rõ bia ngắm lên hồng tâm cũng là cái vấn đề a hát. Hơn nữa, coi như có thể nhìn xa như vậy, cũng không nhất định có khí lực lớn như vậy có thể ném mạnh đi qua, đừng nói phi tiêu rồi, coi như là súng lục cũng rất khó trúng bia, có thể, chỉ có súng ngắm mới có thể nhắm vào. Tất cả mọi người ở lắc đầu, trong lòng chỉ có hai chữ, khoác lác. Chỉ thấy Tiểu Đào yên lặng số lượng lấy khoảng cách, ở 300 mét chỗ, đem bia ngắm đem thả xuống dưới. Rất xa, thực sự rất xa. 300 mét, nghe cảm giác không bao xa, nhưng thực tế cảm thụ một chút, vẫn là xa kỳ cục, cái này cần mạnh bao nhiêu lực lượng, mới có thể đem phi tiêu cho ném mạnh đến xa như vậy khoảng cách a. Đôi ngư cũng lại càng hoảng sợ, ta tích ngoan ngoãn, khoảng cách này cũng quá khoa trương a. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, long chảo lấy ra một cây phi tiêu, hít thở sâu một hơi, các vị, nhìn được rồi. Chỉ thấy hắn lui về phía sau lui một bước, cả người đường ngang tới, chuyển một cái đại tự trạng, sau đó phần eo đột nhiên dùng sức, đi phía trước đỉnh đầu, cánh tay vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn. Nơi cánh tay chỗ cao nhất, long chảo đem phi tiêu cho ném ra ngoài, toàn bộ động tác giống như là thế vận hội Olympic ném mạnh môn ném lao giống nhau. Chỉ bất quá hắn ném không phải môn ném lao, mà là phi tiêu. Như vậy ném mạnh phương thức quả thực biết đầu khá xa, vấn đề là, chuẩn tâm căn bản cũng không có biện pháp trưởng khống, hơi chút có một chút điểm sai lệch, ở 300 thước khoảng cách qua đi, sẽ lệch không biết đi nơi nào. Đừng nói ở giữa hồng tâm rồi, coi như là có thể gặp được bia ngắm coi như là không tệ. Siêu! Phi tiêu rất nhanh phi hành, đang lúc mọi người dưới mí mắt bay đi. Thổi phù một tiếng, na phi tiêu công bằng, trực tiếp đâm vào bia ngắm trung tâm. Tương đối chuẩn. Cái này. Đôi ngư nhìn mục trừng khẩu ngốc, nói thật ra, chiêu thức ấy bản lĩnh, đôi ngư là tự nhận không có thực lực đó có thể đạt tới, khoảng cách xa như vậy, có thể đôi ngư sử xuất toàn lực cũng có thể ném mạnh 300 mét, thế nhưng độ chính xác cũng là căn bản không đạt được như thế nhỏ. 300 mét bên ngoài ở giữa hồng tâm, đây quả thực là hình người ống nhắm a. Khó trách hắn dám nói là tiểu lý phi đao tái thế, thật sự chính là một chút cũng không có khoa trương nhân tố. Toàn bộ đường cái, lặng ngắt như tờ. Long chảo vỗ tay một cái, nói rằng, ta nói rồi, tỉ thí phi tiêu, trên cái thế giới này sẽ không tồn tại so với ta lợi hại hơn người, người bây giờ biết lợi hại, hối hận. Chậm. Đối mặt long chảo khiêu khích, Giang Sách chỉ là cười nhạt. Hắn tự tay nói rằng, thật ngại quá. Cho ngươi mượn phi tiêu dùng một lát. Có thể. Long chảo đem phi tiêu đưa cho Giang Sách. Giang Sách cầm ở trong tay đầu ước lượng mấy lần, nắm giữ tốt rồi đúng mực. Sau đó, hắn đi tới cái kia lằn ngang trước. Không cần phải nói cũng biết, hắn khẳng định cũng phải cần cùng long chảo giống nhau, ném chúng 300 mét bên ngoài bia ngắm, nhưng lại phải ở giữa hồng tâm mới được. Nếu không, nhân ra 300 mét, người 200 mét. Hay hoặc là nhân ra ở giữa hồng tâm, ngươi liền miễn cưỡng đánh vào bia ngắm trên, vậy ngươi đều là thua. Hơn nữa, coi như ngươi 300 mét bên ngoài ở giữa hồng tâm, cũng nhiều lắm chính là cùng long chảo đánh ngang tay, không tính là thắng. Có thể nói, long chảo đã đứng ở bất bại đỉnh phong, không có bại khả năng. Làm sao bây giờ? Muốn thế nào mới có thể thắng? 300 thước khoảng cách đã rất xa, Giang Sách cũng không thể lại xa mấy mươi mét a. Mọi người ở đây đều tò mò Giang Sách muốn thế nào đối phó long chảo thời điểm, Giang Sách làm ra một cái phi thường kinh người động tác. Chỉ thấy hắn đem một khối khăn tay lấy ra ngoài, giấy gấp rồi giấy gấp, sau đó đem con mắt cho che lại. Màu đen A4 đốn mã đinh,
giống như là một chiếc u linh chiến xa, ở trên xa lộ bay nhanh. Tiểu Đào cảm khái nói, chủ nhân, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền cùng Giang Sách gặp mặt, vẫn là lấy như vậy tức cười phương thức. Ngay từ đầu ta còn không quá coi hắn là hồi sự, bây giờ nhìn một chút, người đàn ông này có thể thật là có chút bản lãnh. Một cái có thể ở phi tiêu trên thắng Long Chảo người, làm sao có thể không có bản lãnh. Long Chảo nói rằng, Giang Sách, đây chính là đem lão thiên tôn con cáo già kia đều bức cho tuyệt lộ nhân vật hung ác, người cảm thấy hắn biết không có điểm bản lĩnh thật sự sao. Lần này Long Mạch để cho ta qua đây làm tiên phong, chính là muốn trà sát trà một cái Giang Sách nhuệ khí. Thật đúng là không nghĩ tới a, ngược lại gọi Giang Sách cho ta tới một dạ oai phủ đầu, đúng là mỉa mai a. Chuyện này nếu để cho Long Mạch biết, ta lại phải bị nhóm. Hắn đốt điếu thuốc, mở cửa sổ ra, làm cho mùi thuốc lá bay tới phía bên ngoài cửa sổ. Còn bao lâu đến mục đích? Nhanh, 10 phút a. Ân, Long Chảo nghiêm khắc hút một hơi thuốc, lẩm bẩm, hiện tại lão tử một bụng hỏa, liền muốn tìm người tắt tắt hỏa. Làm nhanh lên một chút, ta đã không kịp chờ đợi muốn làm đỡ. A Tư đốn mã đình thật nhanh mở ra. Cũng liền 10 phút võ thuật, xe đi tới khu biệt thự, bọn họ trực tiếp xông vào, đi tới một ngôi biệt thự trước. Cửa xe mở ra, Long Chảo cùng với ba gã thủ hạ trước sau xuống xe. Nơi đây, là Cát Bạch gia. Cát Bạch là thương minh trong người thứ nhất phản bội Lão Thiên Tôn, đồng thời người thứ nhất làm cho Lão Thiên Tôn mới độc dược thất bại người. Long Chảo ngày hôm nay tìm được hắn, chính là muốn giết gà dọa khỉ. Người đã người thứ nhất phản bội, như vậy, Long Chảo muốn trả thù, người thứ nhất chính là tìm ngươi Cát Bạch. Ở vào nhà trước, Long Chảo hỏi, nữ nhân cùng hài tử đều đi ra ngoài a? Tiểu Đào gật đầu, Cát Bạch lão bà cùng hài tử đều đi ra ngoài chơi, hiện tại bên trong biệt thự chỉ có một mình hắn tại gia. Ân, vậy là tốt rồi, ta chính là một người văn minh. Cũng không thể làm cho nữ nhân cùng hài tử chứng kiến máu tanh một màn, vậy không tốt. Long Chảo thuốc lá đầu vứt bỏ, cất bước liền hướng phía biệt thự đại môn đi tới. Vừa đi đến cửa, hai gã bảo an liền tiến lên đón. Đang làm gì? Long Chảo cũng không lời nói nhảm, trước hắn bị Giang Sách trước mặt mọi người nhục nhã, lúc này chính nhất cái bụng trước, ai chống đỡ con đường của hắn chẳng khác nào muốn chết. Hai tay hắn phân biệt bắt lại một cái an ninh đầu. Sau đó bỗng nhiên dùng sức, đem hai bảo vệ đầu hung hăng đụng vào nhau, bịch một tiếng, hai bảo vệ đầu đụng đầu, tại chỗ liền đã hôn mê. Phế vật! Long Chảo hai tay vung, hai bảo vệ đã bị ném ra ngoài. Tiếp tục đi vào trong. Đẩy cửa ra, liền thấy Cát Bạch đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, trong tay còn đánh trò chơi, bên người có người hầu chuyên môn hầu hạ. Các ngươi là ai? Người hầu Hách Liễu Nhất Đại Khiêu. Cát Bạch sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiến đến vài cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua tráng hán, nhất thời biết không hay, đứng dậy đã nghĩ chạy. Kết quả Long Chảo ba gã thủ hạ đem đường lấp kín, mỗi người đều móc ra một cây súng lục. Người hầu trực tiếp hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Cát Bạch thối lui đến rồi tường bên cạnh, lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi, các ngươi là ai? Đòi tiền sao? Phải bao nhiêu tiền, ta cho? Long Chảo cười ha ha, đi về phía trước hai bước, nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Long Chảo, hôm nay tới Yến Thành, là đặc biệt đến giúp Lão Thiên Tôn xử lý vấn đề. Long Chảo, Lão Thiên Tôn, tuy là vẫn không rõ quan hệ giữa bọn họ, nhưng Cát Bạch rõ ràng biết một chút cái mạng nhỏ của mình nguy hiểm. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói rằng, Phệ Tâm Tán là Giang Sách phá giải, Thương hội Liên minh hội trưởng tuyển ra tới cũng là Giang Sách. Vẽ còn tập đoàn sẽ bị bước đến tuyệt cảnh tất cả đều là Giang Sách thao tác, người muốn thay Lão Thiên Tôn xuất đầu, phải đi tìm Giang Sách, ta chỉ bất quá là một viên nho nhỏ quân cờ mà thôi, người bắt ta ra tức giận cái gì. Loại này cỏ đầu tường, vừa ra sự tình liền đem toàn bộ vấn đề đều giao cho người khác. Long Chảo nhún vai, người chơi đùa trò chơi, biết chơi game nước chảy sao. Đều là trước hết giết tạp binh, lại giết tiểu tướng, cuối cùng làm lớn boss. Giang Sách loại này lớn boss, ta làm sao có thể đi lên thì làm. Cát Bạch, người chính là ta muốn diệt trừ người thứ nhất tạp binh. Cát Bạch khóc không ra nước mắt a. Vốn tưởng rằng Lão Thiên Tôn đều chơi xong, nơi nào nghĩ đến biết toát ra một cái Long Chảo. Hắn ầm một cái liền quỳ xuống, ta sai rồi,
ta chớ nên phản bội Lão Thiên Tôn, ta hiện tại nguyện ý trở về Lão Thiên Tôn dưới trướng, một lần nữa vì Lão Thiên Tôn hiệu lực, cộng đồng đối kháng Giang Sách. Chỉ cầu ngươi lưu ta một mạng, van cầu ngươi. Long Trảo lắc đầu liên tục, trên cái thế giới này tại sao có thể có như ngươi vậy loại nhu nhược a? Nhìn cũng làm người ta chán ghét. Hắn giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, nói rằng, còn có 20 phút, lão bà ngươi hài tử thì sẽ đến nhà. Cát Bạch, chúng ta dành thời gian a. Ngươi tổng không hy vọng ta ngay trước lão bà ngươi hài tử mặt đem ngươi giết chết a. Lúc đó cho bọn hắn lưu lại to lớn bóng ma trong lòng, cả đời đều xóa không mất. Nói rất hay, giống như còn rất có đồng tình tâm. Cát Bạch cắn răng, cầu xin tha thứ cũng không phải, muốn chết càng không thể. Thật không phải là người đàn ông a. Long Trảo lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra một cây phi tiêu, liếc một cái Cát Bạch, sau đó phủi liền ném ra ngoài. Thổi phù một tiếng, na phi tiêu công bằng, trực tiếp đâm vào Cát Bạch con mắt trái. A! Cát Bạch tại chỗ phát sinh giết lợn vậy tiếng giống tiếng, đau lăn lộn dưới đất. Long Trảo lại lấy ra một cây phi tiêu, bia di động, ân, tính khiêu chiến càng mạnh. Tâm tắc, lúc ấy nếu như ta dùng bia di động cùng Giang Sách so, hắn ước đoán liền không thắng được ta, bịt mắt khẳng định không thể bắn chung bia di động. Nói giỡn gian, hắn lại ném mạnh ra một cây phi tiêu. Lúc này đây phi tiêu trực tiếp đâm vào Cát Bạch hầu chỗ, hắn tại chỗ liền khó chịu toàn thân co quắp. Kế tiếp, cây thứ ba, cây thứ tư. Cát Bạch một hơi thở đem trên người mang theo 10 cái phi tiêu toàn bộ đều ném ra ngoài, Cát Bạch cổ, cổ tay, con mắt, miệng, cái trán, trái tim các nơi, toàn bộ đều bị bắn trúng. Cát Bạch giống như là một con nhím, thương cảm. Phù phù, Cát Bạch cánh tay rớt xuống đất, triệt để tắt thở. Long Trảo nhìn thoáng qua thời gian, gật đầu, thời gian vừa vặn, nữ nhân cùng hài tử phải về nhà rồi, đi thôi. Tiểu Đào đám người đi theo Long Trảo phía sau, đoàn người rất nhanh ly khai Cát Bạch ra. Tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Đến khi bọn họ vừa ly khai, người nữ kia thuê liền nhanh lên lấy điện thoại cầm tay ra báo nguy. Long Trảo đoàn người ra biệt thự, đi tới cửa, trùng hợp là, vừa vặn cùng Cát Bạch thê tử, hài tử chạm mặt. Bọn họ ở bên ngoài đùa rất vui vẻ. Cát Bạch thê tử chứng kiến Long Trảo đám người, khẽ nhíu mày. Từ trước căn bản không có gặp qua mấy người này, bọn họ là ai? Chỉ thấy Long Trảo hướng phía Cát Bạch thê tử phất phất tay, cười ha hả nói, tẩu tử tốt. Còn rất có lễ phép. Cát Bạch thê tử sửng sốt một chút, sau đó trả cái lễ, chào ngươi. Long Trảo nói rằng, Cát Thiên Sinh thực sự là thật là có phúc a, có thể lấy được như thế một vị như hoa như ngọc lão bà, hoàn sinh một cái khả ái như thế hài tử, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Nơi nào, Cát Bạch thê tử còn có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ, ước đoán người nọ là tìm đến Cát Bạch làm việc, cho nên mới phải như vậy nói êm tai. Người giống vậy kỳ thực trước đây cũng thấy không ít, không có gì hảo ý bên ngoài. Long Trảo cùng mấy tên thủ hạ trước sau lên xe, trước khi đi nói rằng, tẩu tử, chúng ta đi trước, người cần phải yên lành an táng Cát Tiên Sinh a. Nói xong, xe nghênh ngang mà đi. Cát Bạch thê tử tại chỗ ngây ngẩn cả người, đồ chơi gì? An táng. Nàng lúng túng lắc đầu, lẩm bẩm, là ta nghe lầm a. Nàng cũng không còn nghĩ quá nhiều, nắm hài tử tay hướng phía bên trong phòng đi tới, vừa đi vào sân liền thấy hai cái nằm trên mặt đất đã hôn mê bảo an, khóe miệng, khóe mắt đều máu tươi chảy ra. Cái này. Cát Bạch thê tử lúc đó cũng cảm giác không ổn, đối với hài tử nói rằng, đứng ở nơi này đừng nhúc nhích. Sau đó, chính cô ta hướng phía bên trong phòng chạy đi, vừa vào nhà liền thấy nằm trên mặt đất, bị ghim thành con nhím Cát Bạch. Cùng với na cầm điện thoại di động ngồi chồm hổm dưới đất toàn thân run rẩy người làm nữ. Trong nháy mắt, bi thương cuộn sạch trong lòng. Lão công! Bên trong phòng truyền ra nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng gào, chồng nàng, cũng nữa không tỉnh lại. Thực tiệm thuốc, Giang Sách đem ngày hôm nay đưa tới nguyên liệu nấu ăn xử lý xong hết sau đó. Vừa mới chuẩn bị động thủ nấu ăn, đôi ngư liền vội và chạy vào, khắp khuôn mặt là khuôn mặt u sầu hô, không xong, thống suất, xảy ra chuyện lớn. Cát Bạch ở trong nhà bị người giết chết. Mặc dù nói, Giang Sách cùng Cát Bạch hợp tác đã kết thúc, nhưng Cát Bạch dù sao cũng là Thương Minh trọng yếu một thành viên, mà Giang Sách lại là Thương Minh hội trưởng,
bọn họ đến cùng vẫn là đứng ở đồng nhất trận tuyến. Bây giờ nghe như vậy tin dữ, Giang Sách không khỏi vẫn còn có chút giật mình cùng khó chịu. Hắn rửa tay một cái, theo đôi ngư đi ra ngoài. Tình huống gì, cụ thể nói một chút. Đôi cá nhỏ giải thích rõ nói, là bót cảnh sát bên kia lấy được nội bộ tin tức, nửa giờ trước, bọn họ nhận được báo nguy, nói một người Tây Trang nam tử xông vào cát bạch trong nhà, dùng phi tiêu bắt hắn cho bắn chết. Phi tiêu? Giang Sách nghĩ tới điều gì? Đôi ngư còn nói thêm, hơn nữa nhóm người kia lúc rời thời điểm, cát bạch thê tử còn theo chân bọn họ gặp mặt, đối thoại, chứng kiến bọn họ là ngồi một chiếc màu đen A4 đốn mã đinh rời đi, hơn nữa chiếc xe kia còn có vết chày. A4 đốn mã đinh, có vết chày. Không sai được. Đôi ngư mở ra một tấm hình, thống suất ngươi xem, đây là hiện trường ảnh chụp. Giang Sách chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong tấm ảnh cát bạch bị phi tiêu cho ghim thành con nhím, thê thảm chết ở trong nhà của mình. Giang Sách thở dài, bão tố rốt cuộc đã tới. Long Trảo, đang nghe cái tên này thời điểm, Giang Sách liền ý thức được, cái này nhân loại đại khái suất là theo long mạch có quan hệ. Cát bạch gặp chuyện không may, càng thêm ấn chứng điểm này. Đôi ngư nói rằng, cát bạch nhất định là bị Long Trảo cho giết chết, hiện tại phiền phức lớn rồi. Vốn cho là lão thiên tôn đều phải xong đời, hiện tại long mạch người đột nhiên nhúng tay, Yến Thành sợ là lại nếu không thái bình. Thương hội phương diện, rất có thể biết bởi vì cát bạch chết mà thành chim sợ cành cong, không phải bài trừ bọn họ biết bởi vì sợ mà trở mặt tình huống. Thông suốt, người phải cẩn thận. Giang Sách đương nhiên sẽ cẩn thận. Hắn biết, giết chết cát bạch chẳng qua là giết gà dọa khỉ, cát bạch chỉ là một tạp binh mà thôi, Long Trảo chân chính mục tiêu, vẫn là Giang Sách bản thân. Ở Giang Sách cùng đôi ngư tham khảo thời điểm, một ông già đi vào thực tiệm thuốc. Tiểu nhị, gọi món ăn. Lão nhân ngồi xuống, trên mặt đều là khuôn mặt u sầu. Giang Sách nhìn sang, tới không là người khác, chính là khác thủ chi gia Lô Văn Diệu. Hắn cầm thực đơn đi tới, Lư tiên sinh, ngày hôm nay muốn ăn chút gì không a? Lô Văn Diệu nói rằng, tùy tiện tới điểm bình thường đồ ăn a. Tốt, Giang Sách đang định đi ra, Lô Văn Diệu kéo lại cánh tay hắn, chỉ chỗ ngồi đối diện, nói rằng, có chuyện gì nói cho ngươi, tỏa. Giang Sách ý bảo đôi ngư đi phân phó hậu chủ chuẩn bị cơm nước, sau đó mình ngồi ở rồi Lô Văn Diệu đối diện. Lư tiên sinh, chuyện gì như thế bối rối? Rất ít chứng kiến Lô Văn Diệu như vậy khẩn trương bất an, nhất định là có đại sự xảy ra. Lô Văn Diệu nhấp một ngụm trà áp an ủi, sửa sang lại tâm tư, nói rằng, cát bạch chết, chuyện này ngươi biết à? Giang Sách gật đầu. Tuy là cảnh sát còn không có công bố ra ngoài, thế nhưng Giang Sách đã đi qua nội bộ con đường biết được. Lô Văn Diệu còn nói thêm, vậy ngươi biết là ai ra tay sao? Giang Sách cũng gật đầu, Long Trảo. A hát, Lô Văn Diệu thất kinh, ngươi biết Long Trảo. Giang Sách liền đem trước chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần, Lô Văn Diệu nghe xong cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới Giang Sách cùng Long Trảo biết lấy như vậy khôi hài hoang đường phương thức gặp mặt. Lô Văn Diệu nói rằng, vậy ngươi biết Long Trảo thân phận cùng mục đích sao? Giang Sách kỳ thực đã đoán được một, hai, bất quá, hắn vẫn lắc đầu, xin chỉ giáo. Lô Văn Diệu giải thích, trước lão thiên tôn đi khác thủ chi ra thấy qua Long Mạch, nguyện ý trả bất cứ giá nào mời Long Mạch xuất thủ, chỉ cần ngươi giết chết ngươi là được. Long Mạch đã đáp ứng rồi lão thiên tôn, cái này Long Trảo, chính là Long Mạch thủ hạ một trong. Một trong. Nói cách khác. Giống như Long Trảo lợi hại như vậy chính là thủ hạ, còn rất nhiều. Lô Văn Diệu nói rằng, kỳ thực cũng không có rất nhiều, mấy năm nay, Long Mạch tất cả mọi chuyện chỉ biết giao cho ba người đi làm. Một cái Long Trảo, một cái Long Lân, người cuối cùng là Long Thủ. Người cũng biết, có thể để cho Long Mạch ra tay sự tình, đều không phải là sự tình đơn giản, ba người này thực lực có thể được Long Mạch khẳng định, cũng không hời hợt hạng người. Thông thường chuyện khó khăn. Long Trảo, Long Lân cũng đủ để ứng phó, mà nếu như cần Long Thủ ra ngựa, vậy đã nói rõ chuyện này đã đến phi thường khó khăn trình độ. Mấy chục năm qua, ta cũng chỉ biết Long Thủ ra tay hai lần, cái này hai lần, đều làm ra đại sự kinh thiên động địa. Nghe thế, Giang Sách không khỏi tự giễu nói rằng, xem ra ta ở Long Mạch trong mắt còn không đáng nhắc tới, cũng không cần Long Thủ ra ngựa. Lô Văn Diệu nói rằng,
ngươi liền may mắn không phải long thủ ra ngựa, nếu như là long thủ, ngươi thực sự không nhất định có thể đối phó a. Cái này long chảo, tuy nói rất lợi hại, thế nhưng a, hảo đại hỉ công, bảo thủ, vẫn có nhược điểm có thể tìm ra. Giang Sách, ngươi nhất định nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn cẩn thận, mặc dù là long chảo, cũng không thể phớt lờ. Giang Sách gật đầu, đa tạ Lư tiên sinh chỉ điểm. Lô Văn Diệu khoát tay áo, được rồi, ta muốn nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Cơm nước sẽ không ăn, còn phải nhanh lên trở về khác thủ chi ra, cùng Tương Huân thương lượng một chút, kế tiếp nên xử lý như thế nào cùng long chảo quan hệ mới tốt. Nói xong, hắn nhấp một ngụm trà, vội vã rời đi. Giang Sách than khổ một tiếng, lão thiên tôn còn chưa chết xuyên thấu qua, lại nữa rồi long chảo, sau đó còn có cường đại long thủ, muốn ré mây nhìn thấy mặt trời, đường phải đi còn rất dài a. Vẽ còn tập đoàn. Lão thiên tôn ngồi ở trong phòng làm việc của mình mặt, kiên nhẫn cùng đợi, ngày hôm nay, hắn muốn nghênh tiếp một vị quý khách. Lão thiên tôn. Người chưa tới, tiếng tới trước. Lão thiên tôn nở nụ cười, chủ động đứng dậy chuẩn bị nghênh tiếp, hắn phải đợi không là người khác, chính là long chảo. Hai người gặp mặt, giống như là nhiều năm không gặp bạn thân thông thường, ôm vui cười. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Lão thiên tôn mỉm cười nói, long chảo, ta chờ ngươi các loại thật là khổ a, ngươi có thể cuối cùng cũng tới. Gặp lại ngươi, lòng liền ổn định. Long chảo khoát tay áo, mấy năm không thấy, lão thiên tôn ngươi làm sao cũng học được nịnh nọt một bộ này. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, tiểu đào, đem lễ vật trình lên. Lão thiên tôn sửng sốt một chút, vội vàng nói, ai, ta mời ngươi đến giúp đỡ, lẽ ra phải do ta tới đưa lên một món lễ lớn. Chả thế nào để cho ngươi mang cho ta lễ vật. Cái này không hợp quy củ a. Tiểu đào đi tới lão thiên tôn trước mặt, rất thần bí nói rằng, lão thiên tôn, món lễ vật này ngươi xem nhất định thích. Nói, hắn đem một bộ điện thoại di động để lên bàn. Lão thiên tôn nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn vài giây, rất là khó hiểu. Là, điện thoại di động này nhìn qua là rất đáng tiền, thế nhưng lão thiên tôn thiếu tiền sao? Hắn căn bản cũng không thiếu tiền được rồi. Hơn nữa, một bộ điện thoại di động ngươi đắt đi nữa có thể đắt đi nơi nào? Lão thiên tôn chỉ điện thoại di động, nghi ngờ hỏi, đây là ý gì a? Tiểu đào cười mở điện thoại di động lên, điều tra tương sách, mở ra bên trong ảnh chụp, lão thiên tôn, mời xem qua. Lão thiên tôn lấy tới vừa nhìn, khá lắm, chụp dĩ nhiên là Cát Bạch tử vong hiện trường ảnh chụp. Các ngươi, đem Cát Bạch cho giết. Tiểu đào gật đầu, người này là người thứ nhất trở mặt, giết hắn đi, chính là muốn làm cho Yến Thành này cỏ đầu tường biết, theo Giang Sách, bọn họ là không có kết quả tốt. Chính là giết gà dọa khỉ. Cát Bạch vừa chết, về sau này cỏ đầu tường nhóm, xem bọn hắn còn dám tùy tiện nhảy loạn. Lão thiên tôn cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, tốt, phần lễ vật này thật sự là quá tốt rồi. Nói thật ra, lâu như vậy. Ta là khắp nơi bị Giang Sách áp chế, lúc nào cũng bị Giang Sách khi dễ, đều bị bức đến tuyệt lộ. Long chảo ngươi thứ nhất là trừ đi một cái phiền phức gia hỏa, thay ta ra cửa ác khí, thực sự là vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Long chảo, để ta mở một bàn phong phú bữa tiệc lớn tới vì ngươi đón gió. Theo lý thuyết, Long chảo hẳn là lưu lại. Thế nhưng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Đứng dậy run lên tây trang, nói rằng, không cần, bữa này cơm tối ta muốn đi địa phương khác ăn. À, địa phương khác. Khác thủ chi gia. Lão thiên tôn sửng sốt, trong lòng hắn minh bạch, long chảo đi khác thủ chi gia không chỉ có riêng là ăn đơn giản như vậy. Đã như vậy, ta đây liền bất tiện ép ở lại. Long chảo, ngươi là nên đi tìm Tương Huân ăn thật ngon bữa cơm nhờ một chút rồi, làm long mạch ngôn ngữ người, cái này Tương Huân. Gần nhất cùng Giang Sách đi gần quá. Long chảo nói rằng, không dùng tại cái này khích bác ly gián, phải làm sao, trong lòng ta đều biết. Nói xong, hắn mang theo thủ hạ sẽ phải rời khỏi. Lại đi tới cửa thời điểm, Long chảo bỗng nhiên quay đầu dặn dò, được rồi, lão thiên tôn, thừa dịp ta đi khác thủ chi ra võ thuật, ngươi an bài thuộc hạ tin tức truyền thông, đem Cát Bạch tin qua đời, ảnh chụp đều công bố ra ngoài, động tĩnh làm lớn chuyện một điểm. Yến Thành gần nhất quá bình tĩnh, cũng là thời điểm làm ầm ĩ một chút. Lão thiên tôn cười ha ha, đi,
liền chiếu ngươi nói làm. Khác thủ chi ra, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ gia chủ tương huân, ngày hôm nay thái độ khác thường tiêu sái ra đại môn, đứng ở ngoài cửa 100 mét chỗ, chuẩn bị nghênh tiếp quý khách. Ở Yến Thành có thể làm cho tương huân trịnh trọng như vậy chuyện lạ nghênh tiếp người cơ hồ không có, bất kể là Giang Sách vẫn là lão thiên tôn, tương huân cũng sẽ không làm được tình trạng này. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại buông xuống cái giá, tự mình đến nghênh tiếp. Đơn giản là như thế này, người tới là Long Mạch Tam Kiệt một trong Long Chảo. Một thân phận địa vị gần với Long Mạch người. Nếu như Long Mạch là Hoàng đế nói, Na Long Chảo thân phận chính là thân vương, mà tương huân tối đa chính là trong triều nhất phẩm quan to mà thôi. Thần tử vị trí cao tới đâu, cũng cao không quá Hoàng thân quốc thích. Đang kiên nhẫn chờ đợi hơn một giờ sau, tương huân rốt cục chờ đến người hắn muốn gặp. Màu đen Aston Martin dừng hẳn ổn mà dừng ở tương huân bên người, cửa xe mở ra, Long Chảo thò đầu ra, cười ha hả nói, ai yêu, chết tiệt, tưởng đại ca ngươi tại sao còn hôn tự đi ra tiếp a? Thực sự là chiết sát ta cũng. Tương huân là biết Long Chảo tỉ khí. Người đàn ông này là đã ra tên nham hiểm, ngoài miệng nói so với hát hoàn hảo nghe, thế nhưng làm lên sự tình tới nhất kiện so với nhất kiện tuyệt, người đàn ông này nói đó là nửa chữ cũng không có thể tin tưởng. Tương huân nói rằng, giai cấp thân phận hay là muốn phân rõ, ta là thuộc hạ, lý nên nghênh tiếp, mời. Long Chảo sầm mặt lại, hắn ghét nhất chính là cùng tương huân người như vậy tiếp xúc, thật là một điểm ý tứ cũng không có. Ta đây phải đi bên trong chờ ngươi, lái xe. Hắn trực tiếp quăng ra tương huân, khiến người ta lái xe tiếp tục đi, thật là một điểm mặt mũi cũng không cho. Tương huân cũng không ở ý, trực tiếp đi bộ theo ở phía sau. Làm tương huân đi tới khác thủ chi ra đại sảnh thời điểm, Na Long Chảo đều đã ăn, tại nơi gặm đùi gà, một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân. Tương huân cũng là quen, hắn lão lão thật thật đứng ở trước bàn ăn, giống như là một người làm vậy. Long Chảo cũng không để ý hắn, tự mình ăn. Ân, tưởng đại ca, vậy thì các ngươi nhà đầu bếp tốt, cơm nước làm được kêu là một cái ăn ngon. Không sai, không sai. Hắn càng là khích lệ một người, càng là nói rõ trong này có chuyện. Quả nhiên, làm Long Chảo ăn được đệ lục cây đùi gà thời điểm, mới vừa ăn hai cái, liền đem đùi gà đi phía trước phung, rơi trên mặt đất. Ai nha, chả thế nào rơi trên mặt đất rồi, thật lãng phí a hát. Sau đó, Long Chảo trước mặt của mọi người, đưa tay chỉ trên đất đùi gà, đối với tương huân nói rằng, ai biết món ăn trên bàn, hạt hạt đều là khổ cực. Tưởng đại ca, nhặt lên ăn nó. Cái này, nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trên mặt của mỗi người đều viết kinh ngạc hai chữ, tương huân thân phận gì. Đây chính là Long Mạch ở Yến Thành chính là lời nói người. Lúc này dĩ nhiên sẽ bị làm nhục như vậy, thực sự quá không nói được. Tương huân song quyền cũng nắm thật chặt đứng lên, một lát sau, hắn hít thở sâu một hơi, sau đó trước mặt của mọi người ngồi chồm hổm xuống, từ dưới đất nhặt lên cái kia đùi gà. Các loại, Long Chảo tệ hại hơn nói rằng, ai cho ngươi nhặt lên ăn? Ngươi cho ta ngồi chồm hổm dưới đất ăn. Cái này, không phải là đem tương huân trở thành một con chó sao? Hoàn toàn chính là dùng cho chó ăn phương thức tới mệnh lệnh tương huân. Nam tử Hán đại trượng phu, có người có thể chịu được vũ nhục như vậy. Người bình thường đều không được, càng chưa nói thân phận cao đắt tiền tương huân rồi. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, tương huân không có bất kỳ trái với ý, thực sự dựa theo Long Chảo nói đi làm. Chỉ thấy tương huân giống một điều cẩu giống nhau ngồi chồm hổm dưới đất, đem cái kia ộ uế đùi gà đặt ở trong miệng ăn. Khuất nhục a! Tương huân vừa ăn, một bên mắt đỏ, hắn muốn đem cái này một phần khuất nhục nhớ kỹ ở trong lòng, về sau nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Lúc này, Long Chảo đứng dậy, đi tới tương huân bên người, lấy tay ở tương huân trên mặt của vỗ vỗ, nói rằng, cho ta nhớ cho kỹ, ngươi chẳng qua là chúng ta nuôi một con chó mà thôi, làm cậu phải có làm chó giác ngộ. Cả ngày ăn cây táo, rào cây sung, cõng chủ nhân đi nhà khác quỵ liếm, đó cũng không phải là một cái chó ngoan. Thoại lý hữu thoại. Long Chảo chính là muốn nói cho tương huân, về sau không muốn lại theo Giang Sách đi gần quá. Tương huân, đùi gà này tuy là ộ uế, nhưng vẫn là có thể ăn đủ no, mùi vị vẫn là có thể. Nhưng nếu như ngươi cả ngày ăn cây táo,
rào cây sung, vậy ngay cả cái này ô uế đùi gà ngươi đều không có ăn. Đến lúc đó, sẽ sống sống chết đói nha. Tương Huân không nói lời nào, chỉ là tiếp tục từng miếng ăn, không có ai biết hắn trong lòng bây giờ suy nghĩ gì, thế nhưng, đối với Tương Huân như vậy một cái tính cách kín đáo người mà nói, lúc này nhất định có trả thù ý tưởng. Đang lúc bọn hắn nói chuyện thời điểm, cửa phòng khách đẩy ra, một ông già đi đến, chính là Lô Văn Diệu, hắn mới từ Giang Sách bên kia trở về. Về nhà một lần liền thấy Tương Huân ngồi chồm hổm dưới đất gặm một cây ô uế đùi gà, tràng diện này làm cho Lô Văn Diệu hách liễu nhất đại khiêu. Tương Huân, ngươi ở đây làm cái gì? Lô Văn Diệu hét lớn một tiếng. Không đợi Tương Huân mở miệng, Long Chảo liền ngẩng đầu nhìn về phía Lô Văn Diệu, phi thường bất mãn hỏi, lão già này là ai a? Vì sao có thể tùy ý ra vào khác thủ chi gia? Tương Huân giải thích, hắn là gia phụ sinh tiền bản thân, cũng là của ta á phụ, vẫn luôn ở tại khác thủ chi gia. Á phụ, đó chính là không có quan hệ gì những người không có nhiệm vụ lạc. Long Chảo cười ha ha, khác thủ chi gia, nơi này chính là Long Mạch truyền lời trọng yếu địa phương, làm sao có thể đem bừa bộn người nuôi. Hắn vung tay lên, cút đi, từ giờ trở đi, ngươi lại cũng không cho phép tới khác thủ chi gia, nếu có lần sau nữa, ta muốn mạng của ngươi. Thật là ác độc. Lô Văn Diệu nhìn Long Chảo, nhìn lại Lô Văn Diệu, biết hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ngay cả Tương Huân đều ứng phó không được địch nhân, hắn một cái tao lão đầu tử có thể làm cái gì? Trước tiên lui một bước tương đối khá. Hanh, Lô Văn Diệu xoay người rời đi, không chút do dự nào. Long Chảo nở nụ cười, lão già này tử còn rất thức thời vụ, kỳ thực ta vừa mới thực sự rất sợ. Các ngươi nói, lão già này tử nếu như kiên trì không đi nói, ta có thể không thể giết a. Đây chính là tưởng đại ca á phụ ai. Mỗi một câu đều ở đây vũ nhục Tương Huân. Bọn thủ hạ đều đi theo nở nụ cười. Một lát sau, Long Chảo tiếp tục nói, được rồi, nên nói đều nói rồi, Tương Huân ngươi có thể đứng dậy rồi. Tương Huân rồi mới từ bò dưới đất đứng lên. Long Chảo nói rằng, từ hôm nay trở đi, ta muốn ở tại khác thủ chi gia, hết thảy ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày liền giao cho tưởng đại ca ngươi. Mãi cho đến giải quyết triệt để Giang Sách tên khốn kiếp kia, ta đều sẽ không rời đi. Trong khoảng thời gian này hy vọng chúng ta có thể ở chung khoái trá. Khoái trá? Tương Huân trong lòng rét run, cùng như vậy một cái nham hiểm, nói gì khoái trá hai chữ. Bất quá Tương Huân càng thêm lo lắng chính là, về sau làm như thế nào cùng Giang Sách liên hệ. Mình bị giám thị, Lô Văn Diệu lại bị đuổi đi, duy nhất có thể ở hai bên bơi khả năng cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là Tương Huân nữ nhi Tương Theo Như Vân. Mặc dù không muốn đem nữ nhi liên lụy vào, bất quá chuyện cho tới bây giờ, sợ là chớ không có cách nào khác. Thực tiệm thuốc, Giang Sách cùng đôi ngư ngồi chung ở máy vi tính trước mặt, nhìn mới nhất tương quan đưa tin. Tuy là cảnh sát rất muốn đem sự tình đè xuống tới, tránh cho tạo thành không cần thiết xã hội khủng hoảng, thế nhưng Lão Thiên Tôn lại phi thường hư, trực tiếp đem Cát Bạch tin qua đời cho tung ra đi ra ngoài. Không chỉ có như vậy, càng là đem Cát Bạch tử vong ảnh chụp cho phát ra rồi. Cát Bạch nhưng là nhất đẳng xí nghiệp nổi danh ra, cái này khiến toàn bộ Yến Thành đều rối loạn bộ, người người đều đang suy đoán nguyên nhân. Rất nhiều người đều nói là Lão Thiên Tôn ra tay, dù sao cùng Cát Bạch mâu thuẫn sâu nhất chính là Lão Thiên Tôn. Đáng tiếc, chuyện này thật vẫn cùng Lão Thiên Tôn không có nửa xu quan hệ. Đôi ngư nói rằng, đây chính là giết gà dọa khỉ a, Cát Bạch vừa chết. Thương hội những người khác đương nhiên sẽ khẩn trương, không biết sẽ vì tự bảo vệ mình có thể làm ra dạng gì sự tình. Thông suốt, chúng ta phải cẩn thận. Đang nói, Lô Văn Diệu đi đến, khuôn mặt tức giận. Giang Sách hiếu kỳ hỏi, Lư tiên sinh đây là. Lô Văn Diệu đặt mông ngồi xuống, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem trên bàn trà bưng lên uống cạn, cái kia sao có sạch sẽ một người, cư nhiên biết uống người khác đã uống trà, cũng đủ nhìn ra hắn là biết bao sức sống. Mới có thể như vậy không thèm để ý tỉ mỉ. Hơi chút chậm chậm, hắn đem sự tình nói một lần. Tương Huân bị nhục nhã, hắn càng là trực tiếp bị người chạy ra, làm những chuyện này không là người khác, chính là cái kia ghê tởm Long Chảo. Đôi ngư nghe xong, không ngừng lắc đầu, thật là ác độc thủ đoạn, biết Tương Huân cùng chúng ta có quan hệ, liền vô cùng thẳng thừng chặt đứt liên hệ,
cái này nhân loại hành sự thật đúng là mạnh mẽ vang dội, chỉ là về sau muốn thế nào tiếp tục liên hệ tin tức a. Trước đây có thể rất thuận lợi cùng Lão Thiên Tôn đấu, đó là bởi vì Tương Huân, Lô Văn Diệu, Thân Cung Huân những người này không ngừng nhắc đến cung nội bộ tin tức. Hiện tại được rồi, Thân Cung Huân không biết tung tích, Tương Huân bị nghiêm mật quản chế, Lô Văn Diệu càng là trực tiếp bị đuổi đi. Long Trảo cái này nhân loại, khó đối phó rồi. Bọn họ đang nói, một người tuổi còn trẻ thân ảnh đi đến, Na Kiêu ngạo dáng vẻ cũng không cần xem cũng biết là người nào. Đây không phải là Tưởng tiểu thư sao? Ngày hôm nay như thế lúc rảnh rỗi tới chúng ta cái này. Đôi ngư cười ha hả nói rằng, Tương Y Vân lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn, trực tiếp ngồi ở Lô Văn Diệu bên cạnh chỗ trống, nói rằng, nhà cơm nước quá khó ăn, không thích, vẫn là nơi đây ăn thoải mái. Kỳ thực, chắc là nàng không muốn chứng kiến Long Trảo mấy người bọn hắn. Giang Sách vỗ tay phát ra tiếng, hậu chu ngầm hiểu, lập khắc liền có người bưng tới thức ăn thơm phức. Tương Y Vân hai mắt tỏa ánh sáng, oa. Nàng không kịp chờ đợi cầm đũa lên ăn, ở nhà đều bỏ qua hai bữa cơm, nhưng làm nàng cho đói bụng lắm. Nàng vừa ăn, Lô Văn Diệu một bên nhỏ giọng hỏi, Y Vân ở đâu, người xuất môn trước, ba người có hay không khai báo người nói cái gì? Kỳ thực Lô Văn Diệu chính là muốn hỏi, Tương Huân bên kia có hay không cho một chút mới nội tình. Dù sao hiện tại duy nhất còn có thể hai bên người đi đi lại lại, ngoại trừ Tương Y Vân sẽ không có người khác. Tương Y Vân là tương lai tuân thủ nghiêm ngặt nhà gia chủ đắc lực chọn người, Long Trảo còn không đến mức đem nàng đuổi ra ngoài, mà Tương Y Vân lại cùng Giang Sách đi rất gần, đây cũng là nàng cá nhân đích sự tình, người khác không xen vào. Chỉ nghe Tương Y Vân rất bất đắc dĩ nói, không có. Cái kia Long Trảo giống như là giám thị tội phạm giống nhau giám thị ba ta, 24 giờ phái người theo, đi nhà cầu, tắm đều phải nhìn chằm chằm, trong nhà tất cả gian phòng đều cài đặt nghe lén thiết bị, muốn cùng liên lạc với bên ngoài, căn bản là không thể. Không chỉ có như vậy, mỗi khi cha nói chuyện với ta, bọn họ cũng sẽ phái người đứng ở một bên nghe. Các ngươi nói, dưới loại tình huống này, cha còn có thể nói cái gì? Mọi người nghe xong, cũng không khỏi lắc đầu. Muốn ở kín đáo như vậy dưới tình huống truyền lại tin tức, vậy cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Đang lúc mọi người đều rất thất vọng thời điểm, Lô Văn Diệu mắt sắc, chứng kiến Tương Y Vân trên cổ của treo một chuỗi Phật Châu, hỏi, đây là... Tương Y Vân chỉ Phật Châu, nói rằng, cái này a là cha từ trong miếu cho ta cầu tới, nói là vì phù hộ ta bình an, để cho ta mang theo. A hát, Lô Văn Diệu sinh lòng nghi hoặc, theo ta được biết, Tương Huân cho tới bây giờ cũng không tin Phật a. Tương Y Vân gật đầu, đúng vậy, cha chưa bao giờ tin tưởng mấy thứ này, không biết ngày hôm nay tại sao sẽ đột nhiên để cho ta mang đồ chơi này. Y Vân, đem Phật Châu hái xuống ta xem một chút. A hát, Tương Y Vân đem Phật Châu hái xuống giao cho Lô Văn Diệu. Lô Văn Diệu phản phục phục quan sát, sau đó một viên sờ, kết quả là phát hiện trong đó một viên Phật Châu là rỗng ruột đồng thời có thể mở đinh ốc. Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Lô Văn Diệu đem Phật Châu mở đinh ốc sau đó, bên trong có một tấm tờ giấy nhỏ, sau khi mở ra, trên đó viết năm chữ Tử Vân, Xá Lợi Tử. Tử Vân, Xá Lợi Tử. Đôi ngư gãi đầu một cái nàng là ý gì? Lô Văn Diệu phỏng đoán nói, Tử Vân tự là Yến Thành nổi danh nhất chùa miểu, truyền thuyết có cao tăng tọa hóa, bên trong chùa có Xá Lợi Tử truyền thừa. Chẳng lẽ Tương Huân có ý tứ là muốn Giang Sách đi Tử Vân tự thu được Xá Lợi Tử? Xem tờ giấy ý tứ, dường như đúng là như vậy. Chỉ là tất cả mọi người không rõ, muốn Xá Lợi Tử làm cái gì? Bán lấy tiền. Đảm bảo bình an. Hiển nhiên đều không phải là. Một chốc, đại gia thật vẫn đều muốn không đứng dậy đến cùng Xá Lợi Tử có tác dụng gì. Bất quá, nếu là Tương Huân cho ra tin tức, đó nhất định là hữu dụng, nếu không, Tương Huân cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, đem thư hơi thở giấu ở Phật Châu bên trong. Đôi ngư cười ha hả nói, đi qua vẫn luôn nghe nói thư hỏa tốc, bây giờ lại thấy được Phật Châu tin, thật là có ý tứ cực kỳ. Giang Sách lạnh lùng nói rằng, cái gì có ý tứ? Đây chính là tưởng gia chủ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tự cấp chúng ta truyền lại tin tức. Đôi ngư thè lưỡi. Đang ăn cơm Tương Y Vân lau miệng,
không giải thích được nói, cha vì sao không phải trực tiếp nói cho ta biết Phật Châu bên trong cất giấu tin đâu. Ta đều không biết, nếu không phải là Lư Bá Bá mắt sắc, chúng ta không phải bỏ lỡ sao. Giang Sách giải thích, hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, điều kiện không cho phép, tựa như ngươi nói, các ngươi lúc nói chuyện có người nhìn, hắn không có cơ hội với ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ, thậm chí ngay cả ám chỉ đều làm không được đến. Đệ nhị, hắn là đang bảo vệ ngươi, một phần vạn thư tín bị phát hiện, bởi vì ngươi nằm ở không biết chuyện trạng thái, có thể miễn trừ bị phạt, tất cả trách nhiệm hắn một người khiêng. Không thể không nói, Tương Huân thực sự là một cái tình thương của cha như núi tên. Gan lớn mà cẩn thận tỉ mỉ. Giang Sách móc bật lửa ra, đem tờ giấy kia đốt, sau đó lẩm bẩm, xem ra, ta phải đi xem đi Tử Vân Tự rồi. Tử Vân Tự, Xá Lợi Tử, đến tột cùng Tương Huân tại sao muốn vào lúc này làm cho Giang Sách khứ thủ được vật như vậy, tin tưởng đi qua Tử Vân Tự sau đó là có thể có đáp án. Y Vân, Lư Tiên Sinh, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước một bước. Giang Sách nói rằng, Lô Văn Diệu khoát tay áo, đi thôi, làm chính sự quan trọng hơn. Từ Mây Tự, là Yến Thành lớn nhất xưa nhất cực kỳ có lịch sử lắng động chùa miểu, hàng năm đều sẽ có đại lượng khách hành hương tới nơi này. Giang Sách tới. Đương nhiên, hắn không phải tay không tới. Nếu muốn tới chùa miểu cùng người ta mượn đồ đạc, vậy nhất định không thể tay không mà đến. Ở Giang Sách trước khi tới, cũng đã cùng chùa miểu đánh rồi bắt chuyện, nói là muốn cho chùa miểu quyên tặng 10 triệu. 10 triệu, tuyệt đối con số lớn. Nào có người không ham tiền, mặc dù là người xuất gia, cũng rất khó không bị tiền tài đả động, hơn nữa duy trì lớn như vậy một cái chùa miểu. Hàng năm đều cần đại lượng tài chính đầu nhập, kỳ thực bọn họ vẫn là rất cần tiền. Làm Giang Sách đến sau đó, chiếm được Từ Mây Tự chủ chỉ tự mình tiếp đãi. Phòng tiếp khách, làm Đôi Ngư đem giá trị 10 triệu chi phiếu đặt ở trong hộp đưa tới thời điểm, mặc dù là gặp qua các loại các mặt của lớn xã hội lão chủ trì, trên mặt cũng toát ra nụ cười sáng lạn. Tiền A, đó là bạch hoa hoa tiền, nào có không thương. Chỉ bất quá lão chủ trì minh bạch một cái đạo lý trên đời không có bữa trưa miễn phí, đặc biệt tưởng nhớ đến Giang Sách cùng Từ Mây Tự cho tới bây giờ sẽ không có giao tình, không có lý do đột nhiên tới tiễn một số tiền lớn như vậy. Mặc dù Giang Sách rất có tiền, nhưng hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, không có khả năng tùy tiện liền giải ra. Ở nhận lấy 10 triệu sau, lão chủ trì chắp hai tay, A-di-đà Phật, Giang Thí Chủ, thứ cho bần tăng mạo muội. Thiên hạ không bữa trưa miễn phí, Giang Thí Chủ đột nhiên đến thăm, quyên tặng lớn như vậy số lượng tiền tài, có hay không có việc cần bần tăng cống hiến sức lực. Rất trực tiếp, không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Giang Sách gật đầu, ở lão trụ trì trước mặt của người ta sẽ không vòng vo rồi, quả thật có một việc muốn mời lão trụ trì hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại. Là như thế này, xin hỏi lão trụ trì, ở Từ Mây bên trong chùa có hay không có Xá Lợi Tử? Lão trụ trì mỉm cười gật đầu, có. Giang Sách chiều rộng giải sầu, tiếp tục nói, ta nghĩ muốn mượn Xá Lợi Tử dùng một lát, các loại dùng xong sau đó, sẽ làm nguyên vật trả. Ngạch, lão trụ trì sắc mặt biến thành gặp khó xử. Giang Sách hỏi, lão trụ trì, có phải hay không tuyệt không thuận tiện? Xá Lợi Tử là chùa miếu chi bảo, không thể tùy ý cho mượn sao? Lão trụ trì lắc đầu, đây cũng không phải. Giang Thí Chủ quyên tặng nhiều như vậy tiền tài, chỉ vì mượn Xá Lợi Tử dùng một lát, cũng không thể, chỉ là. Lão trụ trì trên mặt của rất có khó xử. Sau một lát, hắn nói rằng, nói ba xạo cũng nói không rõ, Giang Thí Chủ mời đi theo ta. Tốt. Sau đó, Giang Sách theo lão trụ trì đi tới chùa miếu hậu viện, ở chỗ này có một viên đại thụ che trời, nhìn qua đã rất có niên đại. Chỉ là cây này trạng thái rất kém cỏi. Hầu như nằm ở nửa chết nửa sống trạng thái. Ước đoán lại trải qua 1-2 năm, cây này thì sẽ hoàn toàn chết đi. Mà ở cây để đoan có một không lớn không nhỏ động, bên trong động có nhất tôn tảng đá điêu khắc tính tọa lão hòa thượng, đang cùng còn vùng đan điền, có một viên kim quang lóe lên hạt châu. Đại thụ dùng hàng rào vây lại, đồng thời có tiểu sa di 24 giờ canh chừng, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần. Thông thường người ngoại lai đều không hiểu, tại sao muốn tốn thời gian tốn sức đi thủ hộ như thế một viên gần tử vong cây cối, cây kia bên trong động tượng đá vậy là cái gì?
Lão trụ trì mang theo Giang Sách bọn họ đi tới trước hàng rào, đưa tay chỉ trong hốc cây tượng đá vùng đan điền hạt châu vàng, nói rằng, Giang thí chủ, đó chính là ngươi sở cầu xá lợi tử rồi. Giang Sách hai mắt sáng ngời, nguyên lai mình muốn gì đó cách mình gần như vậy. Nhìn qua rất dễ dàng có thể có được bộ dạng. Nhưng nhìn lão trụ trì biểu tình, cái này nhìn qua chuyện dễ dàng, nhất định còn có rất điều kiện hà khắc, không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Giang Sách cũng không sốt ruột câu hỏi, đứng chờ ở một bên lấy, hắn biết lão trụ trì khẳng định như thế này chính mình sẽ nói rõ nguyên do. Quả nhiên, đang đợi một cái phút sau, lão trụ trì tằng hắng một cái, nói rằng, Giang thí chủ, xá lợi tử tuy là gần ngay trước mắt, thế nhưng bần tăng lại không thể cho ngươi mượn a. Giang Sách lúc này mới lót một câu, vì sao? Lão trụ trì giải thích, ngươi thấy cây này đi, nguyên do, được từ nơi này cây nói lên. Lại nói tiếp cái này khỏa đại thụ che trời, đây chính là có tuổi rồi, trên cơ bản có thể nói là cùng Tử Vân tự một dạng thọ mệnh, năm đó Tử Vân tự kiến tạo sau khi hoàn thành, trong hậu viện trống rỗng, ngay lúc đó chủ trì đang ở trong chùa miếu trồng một viên tiểu thụ miêu. Trải qua mấy trăm năm phong sương, năm đó tiểu thụ miêu đã trưởng thành đại thụ che trời, mà chùa miếu cũng đã trải qua năm tháng thanh tẩy, trở thành danh môn cổ tháp. Có thể nói, cây cùng chùa miếu là nhất thể. Tử Vân bên trong chùa hết thảy hòa thượng, đều đối với cây này vô cùng tôn kính, mỗi khi chứng kiến nó, giống như là thấy được tiền bối sư tôn. Có thể thiên có bất trắc phong vân. Cây cổ thụ này gặp phải bất hạnh, không biết là thọ mệnh sẽ hết, hay là thế nào gặp, một năm bắt đầu héo rũ. Hết thảy hòa thượng đều bị dọa sợ. Không biết mời tới bao nhiêu chuyên gia, thi triển bao nhiêu phương pháp, cuối cùng đều thất bại. Mỗi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cây này tiếp tục khô héo đi. Đồng thời, khô héo tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lại, ngay lúc đó trụ trì, cũng chính là hiện tại lão trụ trì sư phụ không nhìn nổi, nguyện ý bỏ qua mình đến giúp đỡ cổ thụ trường tồn. Hắn cư trú hốc cây bên trong, không ai khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dùng Phật hiệu tới hóa giải oán khí, trợ cổ thụ trường tồn. Người ở bên ngoài xem ra, đây là một việc chuyện phi thường ngu xuẩn. Nhưng lúc đó được cầm như trước làm như vậy, đồng thời, xuất hiện kết quả không tưởng được. Cổ thụ như là thực sự bị trụ trì Phật hiệu kéo dài tánh mạng thông thường, khô héo tốc độ có chút chậm lại, nhưng, cũng chỉ là chậm lại mà thôi. Sau lại, trụ trì viên tịch rồi, cổ thụ héo rũ tốc độ lại tăng nhanh. Hiện giữ trụ trì đang ở trong hốc cây chế tạo nhất tôn tiền nhiệm trụ trì tượng đá, cũng đưa hắn sau khi chết lưu lại xá lợi tử khảm nạm ở tượng đá vùng đan điền. Giống như là tiền nhiệm trụ trì như trước vẫn còn ở. Cách làm như thế quả thực đưa đến hiệu quả nhất định, cổ thụ khô héo tốc độ lại chậm lại. Lão trụ trì thở dài, nói rằng, cho nên, nếu như đem xá lợi tử cấp cho Giang thí chủ lời của ngài, như vậy khỏa trăm năm cổ thụ, sợ là sẽ phải rất nhanh thì héo rũ. Cổ thụ bị hủy, Tử Vân tự thọ mệnh cũng liền hết. Làm trụ trì, bần tăng tuyệt đối không thể làm cho Tử Vân hủy diệt a. Nguyên lai nơi này mặt còn có như vậy điển cố. Bất quá, cái này xá lợi tử cũng chỉ có thể chậm lại cổ thụ khô héo tốc độ, nhưng cổ thụ có thể sống lâu mấy năm, lại không thể khiến nó vẫn chữ hàng xuống phía dưới. Nói dễ nghe điểm gọi kéo dài thọ mệnh, nói khó nghe một chút, đó không phải là kéo dài hơi tàn sao. Giang Sách chăm chú nhìn cổ thụ, hỏi ta có thể đi vào trong hàng rào nhìn kỹ một chút sao? Có thể, lão trụ trì vung tay lên. Lập tức liền có tiểu sa di móc ra chìa khóa đem trên hàng rào khóa mở ra, đẩy cửa ra làm cho Giang Sách đi vào. Giang Sách vòng quanh cổ thụ từng bước đi, cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Đi tới, hắn đứng lại. Loáng thoáng trong lúc đó, Giang Sách cảm giác trong cơ thể mình vẻ này khí đang cùng trước mắt cổ thụ hô ứng lẫn nhau. Hơn nữa, tựa hồ có thể cảm thụ được cổ thụ hô hấp, cảm giác cổ thụ có chuyện gì muốn cùng chính mình giảng thuật thông thường. Cảm giác này thực sự là quá kỳ lạ. Giang Sách trong cơ thể này cổ khí, trợ giúp hắn thể phách cường kiện, trợ giúp hắn thi triển ngân châm, không nghĩ tới còn có thể trợ giúp hắn cùng cổ thụ đối thoại. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm cho trong cơ thể khí cùng cổ thụ khí giao hòa cùng một chỗ. Giang Sách cảm giác được, cổ thụ hô hấp phi thường yếu ớt, giống như là một cái bệnh tình nguy kịch lão nhân, như trong gió tàn trúc, tùy thời đều có mất khả năng. Ta có thể cứu ngươi sao? Giang Sách ở trong lòng âm thầm đặt câu hỏi.
hắn chiếm được trả lời. Hắn chứng kiến, cổ thụ triệt để héo rũ, tan vào rồi trong bùn đất, sau đó một viên mới tinh tiểu thụ miêu từ thổ địa bên trong chui ra. Cũ không đi, mới không đến. Cây khô gặp mùa xuân. Trong nháy mắt, Giang Sách mở mắt, nhìn trước mắt cổ thụ, tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta minh bạch ý của ngươi. Nói, hắn xoay người đi tới lão trụ trì bên người, nói rằng, trụ trì, nếu như ta có biện pháp nhường cổ thụ khôi phục sức sống, giành lấy cuộc sống mới lời nói, ngài có phải không nguyện ý đem xá lợi tử cho ta mượn dùng một lát? A, à, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Này tiểu sa di từng cái đầu rung cùng trống bỏi giống nhau, không phải bọn họ không muốn cho mượn cho Giang Sách xá lợi tử, mà là bọn họ không tin Giang Sách có thể nhường cổ thụ giành lấy cuộc sống mới. Bao nhiêu giáo sư chuyên gia đều không giải quyết được sự tình, hắn một cái thương nhân có thể hoàn thành. Lừa gạt quỷ. Lão trụ trì đương nhiên cũng là không tin, bất quá, hắn không có trực tiếp cự tuyệt Giang Sách, mà là nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách. Lão trụ trì dù sao cũng là người từng trải, ánh mắt không giống người thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Sách cũng không phải vật trong ao, nếu dám nói này mạnh miệng, đó nhất định là có bản lãnh thật sự. Vì vậy lão trụ trì cười ha ha, trước mặt của mọi người ưng thuận hứa hẹn, nếu như Giang thí chủ có thể nhượng cổ thụ trọng sinh, đừng nói cho ngươi mượn xá lợi tử rồi, coi như là biếu tặng cùng ngươi thì thế nào. Lão trụ trì vẫn là rất sẽ làm chuyện. Có hắn những lời này, Giang Sách liền triệt để yên tâm, hắn ngay lập tức sẽ an bài đôi ngư đi chuẩn bị tương quan công cụ. Một giờ sau, đôi ngư mang theo mấy tên thủ hạ qua đây, mỗi người đều khiêng một cái cặp, bên trong toàn bộ đều là tương quan công cụ. Giang Sách kiểm tra rồi một lần, xác định không có vấn đề, sau đó chuẩn bị động thủ. Lão trụ chỉ đột nhiên bắt được Giang Sách tay, có chút khẩn trương nói, Giang thí chủ, người nhưng có vẹn toàn nắm chặt. Giang Sách gật đầu, như không nắm chắc, ta lấy mệnh tướng để. Lão trụ trì sửng sốt, cười cười xấu hổ, Giang thí chủ ngươi nghiêm trọng, mời. Hắn lui về phía sau mấy bước, không ngừng hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Giang Sách trên người rồi. Chỉ thấy Giang Sách ngay từ đầu không hề làm gì, chỉ là tay nắm cửa khoát lên ở trên cây khô. Người khác xem không rõ. Kỳ thực, hắn là để cho mình khí tiến vào cổ thụ trong cơ thể, cảm thụ mạch lạc lưu động cùng tiết điểm, sau đó đem này tiết điểm toàn bộ đều cho ghi tạc trong đầu. Ok, động thủ. Giang Sách lợi dụng công cụ cho cổ thụ chữa bệnh. Hắn sở áp dụng phương thức, chính là từ Trần lão bên kia học được chiết cây thuật. Nhưng lại không phải bình thường chiết cây thuật. Giang Sách lấy cổ thụ là bản thể, đem mới cây giống chiết cây đi tới. Sử dụng cũ mới hai người dung hợp làm một, từ cây chỗ hấp thu dinh dưỡng, lại tặng lại cho cả viên cổ thụ, khiến cho chỉnh thể khôi phục. Cái này một chiết cây, chính là chọn một ngày. Giang Sách hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ khí, chỉ có hoàn thành tất cả chiết cây giải phẫu. Toàn bộ hoàn thành. Hắn vỗ tay một cái, rất hài lòng nhìn mình thành quả lao động. Cái này hoàn thành, lão trụ trì cùng với đông đảo tiểu sa di đều vẻ mặt hồ đồ. Thoạt nhìn, giống như là cho một món quần áo cũ rách đánh lên các loại các dạng mụn vá, cả cây nhìn qua ngoại trừ chiết cây đi một tí mới cây giống ở ngoài, không có cái khác bất kỳ thay đổi nào. Sau đó đối phương nói cho người biết cái này hoàn thành, cái này hồ lộng người nào. Nếu như người bình thường đã sớm tức miệng mắng to, lão trụ trì xem như là phi thường có tu dưỡng một người, ở như vậy dưới tình huống như trước rất khách khí nói, Giang thí chủ. Cũng không phải là bần tăng đối với ngươi kỹ thuật có chút hoài nghi, mà là. Lão trụ trì nhìn na cổ thụ, cũng không biết làm như thế nào mở miệng mới tốt nữa. Vẫn là tiểu sa di nhanh mồm nhanh miệng, nói rằng cái này căn bản là làm loạn nha. Nếu như chiết cây mấy viên tiểu thụ miêu là có thể đem cổ thụ chữa cho tốt, na phía trước giáo sư chuyên gia đã sớm làm xong. Trụ trì, theo ta thấy, cái này nhân loại chính là lừa bịp người. Hắn chính là muốn từ chúng ta nơi đây đem xá lợi tử cho lừa gạt đi. Lão trụ trì liệt rồi hắn liếc mắt, chớ có cửa ra đả thương người. Tiểu sa di chu mỏ một cái, cúi đầu. Lão trụ trì vừa nhìn về phía Giang Sách, nói rằng, Giang thí chủ, xin lỗi, đồng ngôn vô kỵ, còn hy vọng ngài không nên tức giận. Giang Sách mỉm cười khoát tay áo, ta cảm thấy được tiểu sư phụ nói có đạo lý,
bây giờ nhìn lại quả thực giống như là ta lừa bịp sự tình, cố ý lừa dối đại gia. Như vậy đi, ta tạm thời trước ký túc ở chùa miểu bên trong, các loại cổ thụ có hiệu quả, ta mượn nữa đi xá lợi tử cũng không trễ. Lão trụ trì gật đầu, như vậy rất tốt. Sau đó, tiểu sa di lại đem hàng rào đóng lại, khóa kỹ, lão trụ trì mang theo giang sách đám người ly khai, an bài cho bọn hắn rồi nghỉ ngơi địa phương. Nói thật ra, lão trụ trì cũng không cảm thấy giang sách thật có thể đem cổ thụ chữa lành, sở dĩ như vậy khoản đãi giang sách, chủ yếu vẫn là xem ở nam 10 triệu quyên tặng trên. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, làm lão trụ trì đang định đứng dậy làm bài tập buổi sớm thời điểm, bỗng nhiên tiểu sa di chạy vào, cái gì cấp bậc lễ nghĩa đều quên, không kịp chờ đợi nói rằng, trụ trì, cổ thụ sống. Trụ trì vẻ mặt mơ hồ, cái gì rán? Không phải rán, sống. Chúng ta hậu viện cổ thụ, sống, sống. Trụ trì trên mặt của đầu tiên là một hồi khiếp sợ, sau đó trở nên mừng như điên, vội vàng mang giày xong, mau mau nhanh, mang ta đi nhìn. Chỉ thấy lão trụ trì ngay cả chạy mang đi, thở hổn hển đi tới hậu viện, ngẩng đầu một cái, liền thấy na cổ thụ có thay đổi to lớn. Nguyên bổn đã cành cây khô héo, dĩ nhiên loáng thoáng thấy được lục sắc. Hơn nữa, vừa đi gần, thì có một gió mát phất qua mặt mà đến, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, cảm giác này thực sự là cực kỳ tuyệt vời, cùng đi cái chủng loại kia không khí trầm lặng cảm giác căn bản là hai việc khác nhau. Loại cảm giác này giống như là, trước đều là đem ngươi mang vào một cái lão thái thái căn phòng, nhưng bây giờ đem ngươi mang vào một cái thiếu nữ thanh xuân gian phòng. Mặc dù bên trong phòng không có ai, chỉ là ngửi được mùi vị. Ngươi là có thể rõ ràng phân biệt ra được cái kia là lão thái thái, người nào là thiếu nữ. Dù sao, 80 tuổi lão thái thái lão nhân vị, cùng 20 tuổi thiếu nữ thanh xuân mùi vị, căn bản là hai việc khác nhau. Đó là ngụy trang không ra được. Lão trụ trì đứng ở cổ thụ trước mặt, chỉ là nghe thấy một cái mùi vị, liền rõ ràng biết trước người viên này cổ thụ khẳng định giành lấy cuộc sống mới, bởi vì na tràn ngập tinh thần phấn chấn, sinh cơ dồi dào mùi vị. Là tuyệt đối ngụy trang không ra được. Lúc này, giang sách mang người đã đi tới, lão trụ trì, cảm giác như thế nào? Lão trụ trì nhìn lại, mừng rỡ miệng đều không thể chọn, cười ha hả nói, giang thí chủ a, tay của ngài pháp thật là rất cao vượt qua. Lời nói lời trong lòng, ngày hôm qua ta đều không cảm thấy ngươi có thế để cho cổ thụ giành lấy cuộc sống mới, thật là ta nhục nhãn phàm thai, không biết được ngài vị này Phật thật a. Giang sách khoát tay áo, lão trụ trì quá khiêm nhượng. Ai, vậy làm sao là quá khiêm tốn? Giang thí chủ ngươi cũng đã biết, ở trước ngươi, ta đã mời trên 100 vị giáo sư chuyên gia tới tiến hành cứu trị, nhưng toàn bộ thất bại. Ta thậm chí đều nhanh muốn bỏ qua. Giang thí chủ, ngươi thật sự là ta từ mây tự đại ân nhân ở đâu? Nếu như không phải lớn tuổi, lão trụ trì khả năng tại chỗ sẽ phải bị giang sách dập đầu một cái. Sợ đến giang sách vội vàng đi qua đỡ lão trụ trì, tránh cho xấu hổ. Lão trụ trì chậm mấy hơi thở, hỏi, cũng không biết giang thí chủ là như thế nào làm được. Giang sách mỉm cười hồi đáp, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Kỳ thực chính là muốn tìm được cổ thụ gân mạch hàm tiếp địa phương, đem đả thông, rót vào tân sinh mệnh, làm cho địa mạch tinh túy có thể liên tục không ngừng rót vào bên trong, có thể dùng cả cây cùng đại địa hòa làm một thể. Chỉ cần đại địa tồn tại một ngày, cổ thụ là có thể tồn tại một ngày. Đó không phải là tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Đây đúng là một cách nói khuếch đại, nhưng viên này cổ thụ ở giang sách trị liệu xong, sống thêm cái hơn 1.000 năm cũng không phải là vấn đề. Khái khái, đôi ngư phi thường hiểu chuyện chen vào một câu, cái kia, lão trụ trì, chúng ta nói đã làm xong rồi, ngài hứa hẹn có phải hay không có thể đoái hiện nha. Lão trụ trì sửng sốt một chút. Ha ha cười nói, dạ dạ dạ, chỉ lo vui vẻ, suýt chút nữa quên mất hôm qua hứa hẹn. Tới, đem xá lợi tử lấy ra, biếu tặng cho giang thí chủ. Là, trụ trì. Lập tức, tiểu sa di liền đem hàng rào mở ra, từ bên trong lấy ra xá lợi tử, hai tay dâng đưa cho giang sách. Giang sách thận trọng nhận lấy. Vừa đến tay, cũng cảm giác toàn thân đều ấm đứng lên, viên này xá lợi tử đồng dạng tràn đầy khí. Làm cho giang sách cảm giác không gì sánh được thư thái. Không hổ là đắc đạo cao tăng xá lợi, hôm nay gặp mặt, xem thế là đủ rồi.
hắn đem Xá Lợi Tử đặt ở đã chuẩn bị trước một cái trong hộp gấm nhỏ, sau đó cất giấu trong người. Thứ nhất là bởi vì Xá Lợi Tử quá mức quý trọng, vứt bỏ khả năng liền xin lỗi lão trụ trì, xin lỗi Tử Mây Tự. Thứ hai, Giang Sách là cảm thấy không biết từ lúc nào viên này Xá Lợi Tử sẽ phát huy được tác dụng, cho nên được tùy thân mang theo, tuy là tạm thời còn không biết cụ thể dùng như thế nào, nhưng Tương Huân nếu ở Phật Châu trong thư minh xác yêu cầu Giang Sách tới lấy, vậy khẳng định là có tác dụng lớn chỗ. Lão trụ trì, đa tạ Xá Lợi đưa tặng, Giang Sách chắp tay. Lão trụ trì mặt mày hớn hở nói, Giang thí chủ đầu tiên là biếu tặng chùa Miểu 10 triệu, sau lại cứu sống rồi ta tự trăm năm cổ thụ, cùng công lao của ngài so với, một viên Xá Lợi Tử không tính là cái gì. Hai người lẫn nhau khách sáo vài câu, sau đó Giang Sách liền cùng lão trụ trì nói lời từ biệt rồi. Lần đầu tiên, lão trụ trì tự mình đi bộ đưa tiễn, vẫn đem Giang Sách đưa đến chùa Miểu cửa, cũng phất tay nhìn theo bọn họ ly khai. Nhìn Giang Sách lên xe rời đi, lão trụ trì đối với Tiểu Sa Di nói rằng, người này khí độ phi phàm, năng lực siêu quần, thật là nhân trung hào kiệt. Các ngươi phải lấy người này làm gương, hăng hái hướng về phía trước. Một đám Tiểu Sa Di toàn bộ chắp hai tay, cúc cung nói rằng, cần tuân trụ trì chi mệnh. Lão trụ trì sờ sờ râu mép, nhìn chỗ xa kia xe, càng xem càng thích, càng xem càng thưởng thức. Giang Sách, rồng trong loài người đó. Thành Thiên Khoa học Kỹ thuật, đây là một nhà làm trí năng ở nhà chơi rồng khoa học kỹ thuật công ty, thuộc về Yến Thành Thập Đại một trong công ty, ở Thương Minh trong cũng có địa vị tương đối cao. Bên ngoài chủ tịch Lý Thành Thiên, từng ở trong đại hội cho Giang Sách quăng một nhóm, trợ Giang Sách thuận lợi lên làm Thương Minh hội trưởng. Vốn tưởng rằng hết thảy đều biết xuôi gió xuôi nước, nhưng bây giờ hắn nhưng có chút hối hận. Lý Thành Thiên tại chính mình phòng làm việc của bên trong tới tới lui lui đạp bộ, nhức đầu không thôi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì bạn bè của chính mình Cát Bạch bị giết. Đương nhiên, hắn không phải đồng tình thương cảm Cát Bạch, càng không phải là muốn làm Cát Bạch báo thù, mà chỉ là thọ tử hồ bi, Cát Bạch vừa chết, hắn liền nghĩ đến kế tiếp bị gia hại có phải hay không là chính mình. Nghĩ đến đây một tầng, hắn liền phá lệ khó chịu. Sớm biết là bây giờ cục diện này, còn không bằng tiếp tục cùng lấy lão thiên tôn lăn lộn. Bị hút máu đã bị hút máu, chí ít không đến mức bỏ mạng a. Cát Bạch ở nhà bị người giết, hung thủ đến bây giờ cũng không có tin tức, cái này ni mã, còn có nhường hay không người tốt sống khá giả cuộc sống. Thực sự không được, ta cũng chỉ có đường chạy. Đang nghĩ ngợi. Liền nghe phía ngoài có người kêu, các ngươi là ai? Nơi đây không cho vào, đi ra ngoài. Theo sát mà, liền nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai. Không đợi Lý Thành Thiên phản ứng kịp, hắn cửa ban công đã bị người đạp ra, vài tên Tây Trang nam tử đi đến, một người cầm đầu trong tay nắm một cây phi tiêu. Người khác không biết, Lý Thành Thiên có thể rất rõ ràng, đó chính là giết chết Cát Bạch phi tiêu. Như vậy nói cách khác. Lý Thành Thiên lập tức núp ở phía sau bàn, đem trên bàn màu đen bút cầm lên chỉ vào đối phương, các ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài, bằng không ta báo cảnh sát. Hắn biết, đối phương rất có thể là tới lấy mạng của hắn, tựa như giết chết Cát Bạch giống nhau. Chỉ thấy Na cầm đầu người cười ha ha, nói rằng, báo nguy. Có thể a, người báo nguy a, ở cảnh sát trước khi tới ta là có thể muốn mạng của ngươi. Lý Thành Thiên sợ đến hai chân như nhũn ra, cái gì khí khái đàn ông cũng bị mất, loại nhu nhược nói, ta biết sai rồi, ta chớ nên phản bội lão thiên tôn, đầu nhập vào Giang Sách. Xin cho ta một cơ hội, ta nguyện ý trả giá tất cả, chỉ cần các ngươi để cho ta sống sót. Tây Trang nam tử gật đầu, ta liền thích loại người như ngươi thức thời vụ người. Yên tâm, chúng ta cũng không phải ác ma, đối với sát nhân kỳ thực không có hứng thú gì. Cát Bạch sẽ chết. Na tất cả đều là hắn tự tìm. Nói, hắn đem một phần văn kiện bày ở trên bàn. Lý Thành Thiên cầm lên vừa nhìn, khá lắm, đây là một phần mới tinh hợp đồng, so với trước kia cùng lão thiên tôn ký còn muốn quá phận. Nếu như ký, vậy thì đồng nghĩa với đem toàn bộ công ty đều thường cho lão thiên tôn, hắn chẳng khác nào là cho nhân ra đi làm. Cái này cần phải so với hút máu nghiêm trọng nhiều. Hơi quá đáng a. Lý Thành Thiên chiến chiến nguy nguy nói rằng, cái này, không phải ta không muốn ký, mà là hiện tại Thương Minh hội trưởng là Giang Sách, hắn không đồng ý, chúng ta ký cũng không dùng.
Tây Trang nam tử cười ha ha, yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp làm cho Giang Sách xuống đài. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần bảo trì ban đầu tâm, cho lão thiên tôn tặng một phiếu là được rồi. Lý Thành Thiên triệt để há hốc mồm. Xem ra, không phục tòng thì không được rồi. Tây Trang nam tử nói rằng, hợp đồng ngươi thu xong, các loại lão thiên tôn thay thế được Giang Sách trọng đăng hội trưởng vị, đến lúc đó người thứ nhất tới tìm ngươi ký hợp đồng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Thành Thiên đặt mông ngồi ở ghế trên, liên tục thở dài, khổ cực cả đời, kết quả là cho hết người khác làm giá y, ai? Tây Trang nam tử không là người khác, chính là Long Trảo. Ly khai Thành Thiên khoa học kỹ thuật sau đó, đối với Tiểu Đào nói rằng, vạn sự sẵn sàng, bước tiếp theo, chính là bước Giang Sách thoái vị rồi. Giang Sách mới từ từ mây tự trở lại thực tiệm thuốc, còn chưa kịp uống một ngụm trà, thì có thương minh nhân chạy tới, đem một phần thiệp mời đưa lên. Tò mò, Giang Sách mở ra thiệp mời, cẩn thận xem một lần, sắc mặt không khỏi nghiêm túc. Làm sao vậy, thống suất, đôi ngư ân cần hỏi han. Giang Sách hồi đáp, ngoại trừ đã chết Cát Bạch ở ngoài, cái khác cửu đại thương minh người phụ trách, liên danh tổ chức một hội nghị, mời ta dự họp. Thiệp mời này đây Lý Thành Thiên dẫn đầu phát khởi, xem ra, là một hồi hồng môn yến. Hiện tại thương minh hội trưởng là Giang Sách, dựa theo đạo lý mà nói, những người khác có việc hẳn là tìm đến Giang Sách thương lượng. Kết quả đâu? Mấy người bọn hắn tính khí rất lớn, cư nhiên đoàn, cho Giang Sách viết phong thư, làm cho Giang Sách đi dự họp bọn họ hội nghị. Đây là muốn làm cái gì? Mưu triều xoán vị. Đôi ngư nói rằng, Cát Bạch chết xem ra đối với bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng, đám này cỏ đầu tường cho tới bây giờ sẽ không có cái gì tín ngưỡng, ngày hôm nay giúp ngươi ngày mai giúp hắn. Ta muốn, nhất định là Long Trảo ở sau lưng mấy chuyện xấu, cho bọn hắn gây rồi áp lực, bọn họ chắc là muốn liên thủ lại đối phó ngài, thậm chí khả năng đem ngài kéo xuống ngựa, một lần nữa giúp đỡ lão thiên tôn thượng vị. Nhắc tới cái này, Giang Sách nhưng thật ra hứng thú. Hắn phân tích nói, hội trưởng vị trí, là có thời hạn nhất định, 5 năm một lần. Trừ phi là phạm vào to lớn gì sai lầm, hay hoặc là hội trưởng xảy ra ngoài ý muốn, nếu không, ai cũng không có quyền lực thay đổi. Ta mới vừa lên làm hội trưởng lúc này mới vài ngày a. Đừng nói phạm cái gì sai lầm lớn rồi, kỳ thực ta đều chưa kịp làm nhất kiện chính nhi bát kinh sự tình. Ta đây thân thể và gân cốt cũng coi như cường tráng a. Ta muốn không đến có lý do gì có thể thay đổi ta. Cho nên, nếu như bọn họ học mục đích là đem ta cho kéo xuống ngựa, ta đây thật ra thì vẫn là rất tò mò, bọn họ đến cùng biết dùng lý do gì. Đôi ngư nói rằng, thống suất, ngươi chính là cẩn thận một chút thì tốt hơn, đám người này chuyện gì cũng làm ra được. Vì đem ngài kéo xuống ngựa, cái gì tổn hại chiêu trò cũng có thể xử được. Giang Sách mỉm cười gật đầu, ta đương nhiên biết chú ý. Chỉ là lý do này, ta quả thực cũng tò mò. Nếu để cho Giang Sách tới làm chuyện này, chính hắn kỳ thực một chốc cũng không nghĩ ra cái gì lý do thích hợp. Nói thật ra, nếu như không phải đụng với lão thiên tôn nhiệm kỳ đến rồi, Giang Sách thật đúng là không nhất định có thể ngồi trên hội trưởng cái chỗ ngồi này, dưới tình huống bình thường, muốn thế nào đem hội trưởng kéo xuống ngựa. Khó, rất khó. Giang Sách là một cái thích nghênh tiếp khiêu chiến người. Cũng là một cái tràn đầy tò mò nhân. Hắn thực sự rất muốn biết, đến cùng Lý Thành Thiên đám người này biết dùng dạng gì phương pháp đem mình kéo xuống ngựa. Giang Sách vừa liếc nhìn thiệp mời, đem thời gian cùng địa điểm đều ghi lại, nói rằng, vẫn kiên trì gấp, đêm nay 8 điểm sẽ tổ chức hội chiêu đãi ký giả, cùng nhau nhân chứng hội nghị kết quả. Đám người này, là một ngày cũng không muốn chờ lâu. Đôi ngư, đi đem ta món đó mới Tây Trang lấy ra. Ngày hôm nay ta muốn mặc khá một chút, hết khả năng không muốn lộ ra kẽ hở. Đôi ngư gật đầu, là. Hắn đặc biệt cho Giang Sách hiên lành trang điểm một cái lần, đừng nói, thật đúng là thần thái sáng láng, tư thế oai hùng dâu thoải mái. Dù sao nội tình tại nơi. Giang Sách nhìn thoáng qua trong gương chính mình, cũng hiểu được rất hài lòng, nói rằng, được rồi, lên đường đi. Là. Đôi ngư cùng đi Giang Sách lên xe. Hướng phía hội trường phương hướng lái đi. Đêm nay, không biết lại sẽ trình diễn dạng gì trò hay. 8 giờ tối, bọn họ tới đúng lúc rồi hội trường, có người đặc biệt sĩ dẫn dắt Giang Sách đi tới trong hội trường gian, cùng cửu lớn người phụ trách ngồi cùng nhau.
Từ ngồi xuống một khắc kia trở đi, Giang Sách cũng cảm giác được bầu không khí trầm trọng. Chín người kia ánh mắt đều không đúng tinh thần, mỗi người đối đãi Giang Sách ánh mắt đều có vẻ rất hư, giống như là làm chuyện xấu hài tử ngồi ở gia trưởng trước mặt giống nhau. Bọn họ, ước đoán đều ở đây phía sau thương lượng xong, ngày hôm nay Giang Sách sợ là không có quả ngon để ăn. Hội nghị chính thức bắt đầu. Cát Bạch mất, Lý Thành Thiên thay thế hắn vị trí, trở thành cái khác người phụ trách làm gương mẫu. Hắn chủ động đối với Giang Sách nói rằng, hội trưởng, xin lỗi, không có nói trước thông báo một tiếng giống như này vội vàng đem ngươi hô qua đây. Giang Sách khoát tay áo, đừng lo, ta chỉ là tò mò, các ngươi vội vàng như vậy tới tìm ta, vì chuyện gì? Nói đến đây, những người khác đều không tự chủ được nắm thật chặt y phục, nhìn ra vô cùng khẩn trương. Lý Thành Thiên muốn có vẻ thong dong trấn định nhiều. Hắn mỉm cười nói, là như thế này, Giang hội trưởng, chúng ta cửu lớn người phụ trách nhất trí cho rằng, ngươi cũng không thích hợp hội trưởng cái chỗ ngồi này, ngày hôm nay mời qua đây, chính là hy vọng ngươi có thể chủ động thối vị nhượng chức. Ha ha, thật vẫn bị đôi ngư đoán trúng, đám người này chính là hướng về phía đem Giang Sách kéo xuống ngựa chỉ có cử hành hội nghị. Lá gan thật là đủ mập. Những ký giả kia đang nghe nói như vậy sau đó, toàn bộ đều kích động đè xuống khoái môn, nhanh lên chụp ảnh, mỗi một người đều đem hiện trường thanh âm cho làm bản sao. Tin tức này thật là quá kính bạo, nguy a. Giang Sách lúc đó phi thường hết ý thu được thập đại người phụ trách phiếu bầu, đại gia nhất trí cho rằng hắn rất thích hợp làm hội trưởng, vững vững vàng vàng ngồi lên hội trưởng vị trí. Vừa mới qua đi bao lâu? Còn chưa ngồi nóng đít. Những người phụ trách này thì trở nên quẻ, lại cùng nhau liên thủ muốn đem Giang Sách cho thay đổi. Nói bọn họ là cỏ đầu tường đều là cất nhắc bọn họ. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách a đây là. Đối với cái này dạng tình huống, Giang Sách bởi vì ngay từ đầu thì có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có quá kinh ngạc, Phi Phàm không có tức giận, ngược lại mặt mỉm cười hỏi, lý do đâu? Đúng vậy, lý do đâu? Thay đổi hội trưởng nhưng là một đại sự. Không có nguyên vẹn lý do không được. Là Giang Sách đã làm sai điều gì đại sự, vẫn là Giang Sách thân thể không được, không còn sống lâu nữa. Dù sao cũng phải cho ra một cái lý do. Mọi người toàn bộ nín thở ngưng thần, từng cái trơ mắt nhìn Lý Thành Thiên, đợi Lý Thành Thiên cho ra lý do. Nào ngờ, Lý Thành Thiên cười quỷ dị đứng lên, vui vẻ nói rằng, Giang hội trưởng, ta có thể đem ngươi mời tới. Cửu lớn người phụ trách có thể nhất trí đồng ý ngươi xuống đài, nhất định là có sung túc lý do. Sở dĩ hiện tại không nói, đó là bởi vì chúng ta muốn nhìn chung mặt của ngươi, bảo vệ ngươi danh dự. Cái gọi là đối nhân xử thế lưu lại một đường, sau này tốt gặp lại. Tuy là ngươi có lỗi trước, nhưng ngươi dù sao không có công lao cũng có khổ lao, chúng ta cửu lớn người phụ trách cũng đều không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Cho nên chúng ta cũng không tính trước mặt của mọi người vạch trần ngươi. Nếu như ngươi tự biết mình lời nói, liền chủ động đem vị trí nhường lại, tiết kiệm xấu xí. Sách sách sách, lời này thật đúng là ý vị sâu xa. Đến cùng Giang Sách có cái gì nhược điểm ở trên tay bọn họ, dám nói lớn lối như thế. Còn là nói, bọn họ kỳ thực không có bất kỳ nhược điểm nơi tay, chỉ là dùng nói như vậy hù dọa Giang Sách. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ cửu lớn người phụ trách ở ngoài, những người khác đều có điểm không chắc. Đến cùng Lý Thành Thiên đám người, hồ lô này trong muốn làm cái gì a? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.